Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Quá nhỉ, đã dặn rồi đấy chứ. Giờ này đã chưa có đứa nào ở ngoài sân đình cho ông sai việc cái nào. Cái thằng mõ đâu rồi? Ô, hay nhỉ? Mõ đâu? Thằng mõ! Thằng mõ đâu rồi? Hả? Đứa nào đây? Đứa nào đốt chát thì ngoài đây đây? Với sáng tinh mơ nó làm ầm ĩ lên rồi. Ôi, con lạy cụ xã. Thế mà con cứ tưởng cái đứa mất dạy nào nó tới đây làm ô uế cửa đền. Con này ông thọt vào mồm mày bây giờ. Con mất dạy. Thế mày là đứa nào đấy? Dạ con là Đốt, vợ của Mõ đây. Thế hôm nay tao bảo chồng mày nó ra đình sớm cho ông sai việc, thế nó đi đâu mà lại vác con vợ sang quẳng ở đây? Chồng con đi vắng ạ. Thế hôm nay nó không biết nó có việc hay nó đi vắng là nó đi đâu mày bảo? Nhà con bận đi đánh golf ạ. Ôi, thời thế đảo điên chó lại mặc váy lĩnh. Lắm khổ. Đánh golf là dành cho những kẻ ăn trắng mặt trơn, người ta giàu có. Còn chồng mày trên răng dưới một rổ củ từ. Thế đi, đánh golf là đánh cái gì? Nhà con nó có hẹn với lại Tiger Woods ạ. Ô tiên sư, con này đánh gốm để đánh với người, tại đi sao đi đánh với con cọp gỗ? Dạ không, cái đấy là cái người nổi tiếng lắm, Tiger Woods là người ta chứ không phải là chứ không phải là con cọp gỗ. Tao chả cần biết cái thằng Tiger Woods là cái con gì nhá. Mà hôm nay đấy, bây giờ này, có chồng là phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Chồng mày hôm nay nó không có mặt thì mày phải làm thay việc làng, thế thôi. Bẩm ông, thế làng nay có việc gì thế ông? Ôi mà ôi giời ơi, mày sao mà sáng sớm mày sao mà rời nóng quá nhỉ? Đấy. Thế mà ông quá. Cụ sao thế? Gớm từ xưa giờ chỉ nhìn thấy thằng mõ, chưa có bao giờ nom thấy vợ thằng mõ đâu. Bẩm cụ khen thì con cảm ơn, nhưng mà con xin mạn phép nhắc cụ là cụ phải cẩn thận mồm miệng nha, kẻo ngộ nhỡ vợ cụ mà nghe thấy thì có mà ốm đòn đấy. Gớm khổ, con phải việc gì phải lo bò trắng răng đấy này. Dạ. Có tao ở đây chả đứa nào dám động đến mày đâu. Mà không, con bảo ốm đòn đấy là nghĩa cụ ốm đòn đấy chứ đâu phải con. Ừ nhỉ, mày nhắc thì ông mới nhớ. Nhớ xong nổi hết cả da gà lên. Gớm khổ, con vợ tao nó tợn lắm. Mà số kiếp tao thế thì phải đành chịu thôi. Vâng. Nhiều khi ấy, nó buồn buồn nó lại sáng tao vài bợt tai. Nhưng mà thôi, tao làm ấy thì tao cũng dám nhịn đi, cho gia đình nó trong ấm ngoài êm, chứ tao sợ gì nó. Thế thì bà nhà có phước quá. Số con nó đúng là số ăn mày cụ ạ. À. Chồng con thì nó dữ lắm. Nó chỉ cần trừng mắt thôi ấy, thì bố bảo con cũng chẳng dám cãi ấy, cụ ạ. À. Ấy thế mà ông giời không có mắt. Đáng lý ra người hiền như mày phải lấy tao làm chồng mới đúng. Mới gọi là lồi lào úp vung lấy, hiểu? Cụ... Thế được mấy đứa con rồi? Dạ bẩm cụ, vợ chồng con thì hiếm muộn, nên bây giờ mới chỉ được có 6 đứa thôi ạ. Ồ, hiếm muộn mà được 6 đứa á? Vâng. Gớm, nằm cái bên dưới nó xà thế kia thì chả có con nhiều là gì. Này, dạ. Vợ thằng mõ. Vâng. Hôm nào mát rời mày ra bờ ao cho ông gửi đứa. Ấy chết. Cụ nói thế thì còn gì là tôn ti trật tự. Quan trên trông xuống người ta trông vào sao mà được. Gươm khổ, việc gai gu thì cho gì phải tôn chi trật tự. Này, dạ. Ông thì tuy là lá ngọc cành vàng,
Như ông không bao giờ phân biệt giàu nghèo gì cả, miễn sao đẹp là ông thích thôi. Đấy, bởi người ta có câu là tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Ấy thế là lô lai là lum bổ anh là xem lum bổ ten. Nghĩa là gì cụ? Tắt đèn thì số 1 như số 10 gớm có. Con là gái đã có chồng, cụ mà dê con thì con kêu làng nước lên cho mà xem nhá. Ôi anh Đốm ơi, ôi làng nước ơi, cụ xã cũng dê con. Cấm một. Ô cụ ra này. Này. Dạ. Ông buồn quá, ông đứng đây ông đùa với mày cho đỡ boring thôi nhá. Tiên sư nhà mày, mày làm gì mày la to thế hả? Này, dạ. Ông nói cho mày nghe nhá, ông bà mình vẫn có cái câu này nhá. Kình nghe thì vui thú, kình nghe tép tôm lại cứ vui bề tép tôm. Thế bây giờ mày uống thuốc vào mày nằm ngủ, mày chả mơ được đĩa đeo chân hạc đấy con ạ. Vớm khổ. Này. Dạ. Mày có biết con màu không? Ôi, thị màu thì ai mà chả biết nó. Hồi trước ấy nó còn đi thi hoa hậu chung với con mà. Mày mà cũng thi hoa hậu á? Vâng, đợt ấy thì nó thì trúng được giải hoa hậu ăn ảnh. Còn con thì con trúng được giải hoa hậu duyên dáng. Gớm khổ, cả làng này ban giám khảo nó mù hết hay sao mà lại cho mày cái giải hoa hậu duyên dáng. Tự cụ ấy, cụ chỉ thích vẻ đẹp bề ngoài nên cụ mới nói thế. Chứ sách đã dạy rằng nhá, có duyên ấy thì nó ẩn cả vào trong, vô duyên thì nó lại bong ra ngoài. Bao nhiêu cái đẹp cái duyên của con nó ẩn cả hết vào người trong của con ấy, nên cũng không thấy đấy. Mẹ người mày cứ căng lên như bánh phồng tôm chứ nó ẩn vào đâu hả? Bao nhiêu nó lại bong hết ra đấy rồi chứ còn đâu. Mày mà ẩn ngược vào trong mày thở được à? Cụ này. Dạ. Mà thôi dẹp chuyện đấy đi. Ngày hôm nay ấy là con Màu ấy nó có việc. Dạ. Mày ấy phải đi ra, mày giao cho mời cả làng đến đây mà ăn khoán. Thế à? Thế giao làm sao hả cụ? Nghe tao giao rồi đọc lại một lần. Vâng. Nghe đây này. Dạ. Chiêng làng chiêng cha. Dạ. Thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông tên là Màu Thị. Ấy cụ. Con thị Màu đó tên là thị Màu, sao cụ lại gọi nó là Màu Thị? Mày dốt, mày không theo kịp thời đại rồi con ạ. Ngày xưa ở làng mình nó gọi là thị Màu. Vâng. Nhưng bây giờ Mỹ Tây nó sang, nó làm, nó đầu tư nhiều lắm rồi. Bây giờ nó phải đổi ngược lại tên là Màu Thị, hiểu chưa? Ồ, thế ồ, thế mày tên gì? Ngược. Con á, tên thật trong giấy khai sinh của con á, tên là Trần Thị Cởi. Đấy, mày sang Mỹ nó đổi lại là Cởi Trần ngay. Con chẳng dám xuất cảnh sang Mỹ đâu cụ ạ. À, qua đấy thì nó cứ bắt con tối ngày cởi trần thì chết bỏ mẹ cụ nhỉ. Này, đọc lại một lần cho ông nghe xem. Mắc mớ gì mà con phải thuộc để đọc lại một lần. Đây, con đã thâu sẵn vào đây này, cụ nghe nhá. Chiêng làng chiêng cha, thượng hạ Tây Đông, con gái phú ông mày kiếm đâu ra cái quái gì mà hay thế? Việt kiều Mỹ gửi tặng cái máy thầu đấy. Con đâu có cần phải thuộc, con chỉ việc đi khắp làng gõ mõ rồi bật máy lên cho cả làng nghe là được rồi. Hay gì thế? Vâng. Đâm ra hay tự dưng mày mở lên lại ghé chiêng làng chị. Em mày chơi xỏ tao à? Sao cụ? Mày làm mõ hay tao làm mõ? Tự dưng xong mày mở này lên xong cả làng bảo tao là thằng mõ à? Cụ à, thì coi như là con gõ mõ cụ giao, coi như là chúng mình xong ca ấy. Thôi cụ ơi, thôi để cho con đi giao một vòng đi rồi đổi về, con còn cho con bú nhá. Thôi con đi đấy nhá cụ. Bú mớm gì sớm thế. Là bà đây. Dạ. Đây này, một tí nữa đấy là thằng phú hộ đấy nó dẫn con nó đến. Dạ vâng. Bây giờ nếu mà nó đến mà nó nhận tội thì khỏi cần phải giao. Còn nó không nhận tội thì mày cứ bắt nó gia đình mà ăn khoán. Để mày mới lúc đấy mày mới cần đi giao. Bây giờ dọn nước non đi, cụ tránh sắp đến rồi đấy. Dạ vâng, vậy con làm liền. Gớm khổ, từ sáng đến giờ có mỗi mình ông. Ồ, dạ, con lại cụ Tránh à. Ờ, ông xã. Vâng. Ừ. Dạ, con chào cụ Tránh.
Mày là đứa nào mà sáng sớm ra sân đình ăn mặc sexy quá vậy? Lũ tao có mổ máu dê sao? À, nó là vợ của thằng mõ đốt đấy ạ. Yeah. Vâng. Ai design cho mày cái áo mà sao mát mẻ dữ vậy? À, dạ, Cao Văn Hiệp. Ồ, sáng này. À, cô tránh, cô tránh. Ồ, chảy máu cam rồi này. Yeah. Lắm khó. Đây mày đứng đây tí hồi cũng tránh là học máu ra bây giờ. Sáng này. Dạ vâng. Vâng, con rước cô tránh ngồi ạ. Ừ. Vâng. Giờ này sao chưa thấy cha con Thị Mầu tới vậy? Vâng, vẫn chưa thấy cha con nó đến. Chắc kẹt xe quá. Ô, cả làng mình đi bộ mà kẹt xe gì? Ông không có lộc ăn, thấy không? Cả năm trời nè, mà làng này chỉ có một đứa chữ quan thôi. Hồi tôi còn làm xã trưởng đó hả? Tháng nào cũng có đứa có bầu ở trên á. Ăn tiệc mệt nghỉ. Hết nhiệm kỳ này hả? Tôi đề nghị ông từ chức đi, đừng có tái ứng cử nữa. Thị Mầu tới. Đưa phạm nhân mà làm như rước hoàng hậu. Cho vào. Cho nó vào đi. Thế là đời nát bét, dành dụng suốt kiếp. Chẳng dám mà gì giờ thì nát bét. Chứ nó mà đẻ con cái như thế này mà đẻ ra cái trứng mà tôi luộc, tôi chấm muối tiêu tôi ăn cho nó rồi. Thằng kia, tao cho gọi con Thị Mầu chứ tao không cho gọi con Thị Lỡ. Gấm. Dạ, con chào cụ Tránh, dạ, chào ông xã. Dạ, hôm nay là tôi dẫn con Mầu nhà tôi đến đây. Đâu? Con Mầu đâu? Mầu ơi, mày đâu đó? Đang nói chuyện với Thủ tướng Canada. Đi vào đây. Từ đầu quang vào liền. Nói đi ăn cùng làm cùng. Bảo nó nhanh nhanh đi. Cứ đi ăn, nói đi ăn cùng cần nên sẽ lâu dài, 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 dài. Và anh hỏng đến thăm em chiều mưa vẫn bay dậy. Hay bao cô gái khiến con tim anh lạc lối họ. Sao anh gian dối để trong lòng em suối bờ hò. Tình như hạt mưa làm ướt mắt em đó. Ta bảo, mờ mắt mày mà mù mắt mố mày đây này. Thử, đã vào đến công đường rồi mày còn không lo mày chào cụ Tránh với ông xã đây còn trố cái mắt rồi đấy. Có trố đâu mang kiến, có trố đâu mà trố thấy rồi mà nói thêm hả? Còn không mau chào. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ, chào cũng phải từ từ, cũng phải có duyên dáng chứ. Dạ, Jennifer Thị Mầu và cụ xã Cát Tường. Cháu chào cụ. Dạ, dạ, Jennifer Thị Mầu, anh chân mạnh giỏi. Cái gì vậy? Cái gì vậy Mầu? Hả? Trời ơi, bộ ở đây cũng có bọn khủng bố nữa. Đâu phải, ông xã ông bỏ búa. Trời, vậy mà tưởng nó bỏ bom không à. Em trời đi. Ơi, em ư bị xỉu lắm tại em bị bệnh tim thầm. Trời ơi. Dạ, cho nên gõ nhẹ nhẹ thôi. Này, con nào. Dạ. Dạ. Tại sao á, cả cái làng này ai cũng gọi là cụ Tránh. Dạ. Chị riêng mày mày lại gọi là anh Tránh là thế nào? Là tại vì anh Tránh anh tới nhà anh dê thẳng con mà. Anh nói Mầu ơi, đừng kêu anh bằng cu. Cái gì? À không, bằng cu lộn. Nhìn mặt anh cái em nhớ cú không vậy à? Ô, hóa ra cả làng này tập họp toàn là chức sắc có máu dê. Bây giờ mới biết nhìn mặt là đoán liền rồi. Ông xã thông cảm. Bị bữa đó nhậu xỉn quá tôi đâu có nhớ mặt nó. Mau 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 dạ, con dạ. Qua đây con qua đây. Là nữa hả? Từ từ chạy qua. Con ơi, cái chuyện cụ Tránh dê con là cái chuyện trong xó bếp. Đâu có, ở ngoài phòng khách mà. Trời ơi. Trời ơi, cái gì ra quyển đường là xó bếp nói xó bếp, phòng khách nói phòng khách. Mình phải xác định đúng vị trí người ta xử nó mới vô. Bố lại mày. Nhưng con mà đây là đâu? Trước công đường con phải cẩn thận mồm mép. Dạ. Là vì con phải nhớ là miệng nhà quan có gan có thép, hiểu chưa? Chưa, hiểu chưa rồi. Mà tại miệng con có kéo có dao sợ gì. Trời ơi, cái gì đâu con sợ mà con nói bố nghe. Bây giờ con góp ý thiệt, cha con mới nói cái môi bố thâm đen lắm rồi, con mụ đớp mụ đi đâu vậy, không biết ta đang nói chuyện mất lịch sự dễ sợ luôn à. Nói bố nghe nha, cái đó là cực dữ lắm á, đừng có bẩm mà ăn nói chuyện mà như vậy hoài rồi mất mẹ cái môi, mà cái mặt không có cái môi rồi sao mà coi, mà cái mặt đã xấu rồi đó. Đứng vào đây, đứng vào bên này cho bố nói chuyện. Người ta góp ý không nghe.
Chỗ này là công đường chứ không phải chỗ mà hai cha con đứng tâm sự. Dạ. Thế bây giờ ông nói thế nào? Dạ thưa hai cụ, sách có câu: con dại cái mang, tội quy vu trưởng. Con Màu nhà tôi nó còn dại. Nào. Nó lỡ dạy, nó khôn 3 năm dạy 1 giờ. Đâu có là 1 giờ đâu, 10 phút là xong hết trơn à. Đâu có tới 1 giờ dữ vậy trời ơi. Trời ơi, thiệt. Đi ra quyển đường 10 phút nói 10 phút, 1 giờ nói 1 giờ. Người ta biết giờ giúp người ta sửa, 1 giờ nó chạc thêm tiền trả chết luôn. Con là thật lòng lắm. Tao lại mày. À, dạ thưa, xin hai cụ cũng nghĩ đến cái tình mà hai cụ quanh năm suốt tháng ăn nhậu ở nhà tôi mà xin nới tay này, làm phước ạ. Tôi nói cho ông biết nhá, quân pháp bất vị thân, phép vua còn phải thua lễ làng. Cả năm nay bố tiên sư nó làng mới vớ được cái một vụ chữa hoa. À, nói vậy hôm nay em không chữa. Em mở hàng có chữa đầu tiên đó. Mày đấy, mày chữa đầu tiên đấy. Đúng rồi, tiếp tục xử đi ông xã. Dạ không. Bỏ qua bữa nhậu uống. Dạ không, tôi đâu có dám xin hai cụ bỏ qua. Chỉ xin hai cụ dơ cao đánh khẽ cho cha con tôi nhờ ấy mà. Này, tôi nói cho ông biết nhá, bây giờ là ăn thua là con ông thôi. Nó có chịu khai hay là không chịu khai thôi, trong hồ sơ tôi đã ghi rành rành ra đây này. Thế con Màu mày có chịu thú tội hay không? Dạ. Xã ơi, xử lẹ lẹ đi, còn ăn trưa nữa, đói quá rồi. Trời ơi, mày đặt ăn trưa rồi đó, thân mày lớn mà mày đặt ăn hoài. Này, phiên tòa bắt con đứt. Dạ. Mang cái búa ra đây. Tiên sư mày, cả cái đình này có mỗi cái búa này gãy mẹ nó cán luôn đâu. Trời ơi ông. Ờ đó vậy đi. Trời ơi dạ. Cái búa mà bà làm gì bà cầm cái hồ lô. Dạ đây. Ôi sao ông xã. Đó tay ông. Đỡ phụ cây. Ôi giời ơi. Tiên sư nhà mày chứ không, nhẹ không còn cái búa nào à. Mày mang cái búa này cái trọng lượng nó gấp 4 lần tao rồi. Cầm có một tay mà ông cầm thế cả người. Mày lực lưỡng thế kia mà. Người mày không cần tập tạ mày cũng đấy đà thế. Tao thì người ta cầm cái này cho tao chết à. Này. Xài tạm đi. Bây giờ thế nào? Phiên tòa bắt đầu đây. Dạ. Mà nói cho Quang Nga nha. Nói Quang Nga nè, biết sao mà ba của con nói tiếng Bắc mà con nói tiếng Nam không? Tại con muốn chơi sóc hàng đó. Con nói thiệt đó. Đừng có nhìn con giải thích thôi. Là tại vì hỏi ổng kìa hồi nhỏ đó, hồi lúc mới nhú đầu lớn được cái chút cái chân luyện mình vô nội trú Gia Long đó, rồi xong toàn là nói tiếng Lam quên mẹ tiếng Bắc. Cái này thì ông xã khỏi có thắc mắc. Tôi cũng dân Bắc Kỳ nè, nhưng mà hồi đó vô trong Nam làm đồng điền con su riết là quên tiếng Bắc luôn à. Dạ đúng rồi, thì ông vô đó ông cạo mũ ông ăn riết là ông quên mất tiêu rồi. Ông ấy, nó nói tôi còn tin, còn ông nói làm sao tôi tin được. Tôi nhìn cái giấy khai sinh của ông đẻ Cà Mau mà. Ủa, nói vậy chắc tôi xài lộn khai sinh người khác. Cô trắng thì thiệt. Này, dạ. Bây giờ thế nào? Dạ. Này, tao bảo cho con Màu biết. Dạ. Cái làng này ấy, là nổi tiếng là mẫu mực. Dạ. Nhá, gương mẫu về thuần phong mỹ tục. Dạ. Quá chồng ấy còn chưa được tái giá nữa. Tại sao mày là con gái lại chữa hoang? Tại vì bữa có mang thuốc mà quên uống để ngừa. Con này mày bẻ mép vậy? Thì có sao tao nói hỏi vậy? Mày này. Dạ. Mày ngủ với thằng nào ấy mày phải khai ra để làng bỏ tù nó. Mày không khai á mà mày đi tù này rồi bố mày phải làm cố đại cả làng. Tổng số dân làng ở đây là 1.800 nhân khẩu, nặng lắm đó nhà con. Con nghe chưa con Màu, nghe chưa Màu? Ủa bố ba khóc hả? Tao khóc rồi. Tao ơi mà cái giọng ấm tưởng Trần Thái Hòa nó hát đêm đông. Giọng trầm quá. Trong cái đầu mày nó phen này thì bố phải bán nhà mất con ơi. Dạ? Thị trường địa ốc nó đang xuống, bố không muốn bán con ạ. Dạ. Thôi thương bố khai đi con. Đứa nào làm mày có bầu khai đi con. Trời ơi con cũng muốn khai lắm mà tại vì bố đó cúp điện không nhớ mặt được thằng nào. Cúp cái đầu mày chứ cúp. Ừ mày coi đây này. À, đừng ba ơi, trời ơi sang xuân nay nhiều tiền ba đừng, mấy quan này tham lắm. Ba ơi đừng mà. Mày đi ra chỗ khác. Ba đừng. Cúp cái gì? Đây đây mà coi đây. Trời ơi hết hồn chưa. Trời ơi sang xuân nay mà chơi đồ 8 thế kỷ trước á, chịu nổi không? Đây, mày coi đi. 1.800 người
mà 10 người một hồi vị trí là 180 thôi. Xin lỗi đi, thôi là bàn đó phải không? Đúng rồi. Rồi ba nói tiếng Bắc còn dịch sang tiếng Nam đi. 180 bàn có gì đâu lo. Ba cho mỗi một bàn một dĩa cơm chiên cá mặn, sốt một đống muối thảy vô trong đó, nó ăn một muỗng, nó uống 80 ngụm nước, nó loài bụng, nó là bụng đâu nữa à. Em muối với cá mày không mua tốn tiền hả con? Sao này? Dạ. Bố con mày phải hiểu là cái làng này toàn là chức sắc việc làm đấy. Dạ. Nhá. Chứ không phải cô hồn đâu, muốn bố thí cái gì ăn thì phải ăn. Dạ. Cụ Tránh, menu soạn đâu rồi, đọc cho chúng nghe đi. Có đây, thức nguyên đêm đó. Trời ơi, thấy ghê không? Special menu for chữ hoa. Món thứ nhất, đặc sản ốc dồi dồi. Thứ nhì, lobster xào hành gừng. Thứ ba, dì cá nướng tui. Thứ bốn, nhung nai chân cách thủy. Thứ năm, sừng tê giác đậu trắng. Thứ sáu, móng gấu ngâm mật gấu. Thứ bảy, gà đen hầm thuốc bắc. Cụ ơi, gà trắng còn chết chứ xá gì gà đen. Đấy là còn thiếu đấy. Còn thiếu một món tráng mồm. Trời. Đúng rồi, dessert vịt Bắc Kinh. Cái gì vậy bố? Con nghe chưa? Dạ nghe. Mấy món kia sơn nào hải vị như thế. Dạ. Rồi đến món tráng miệng nó còn đòi vịt Bắc Kinh thì bố tao sống dậy chịu cũng không nổi đừng con. Đừng có ơi. Lo ba, đừng có lo. Trời, mấy ổng tham ăn vậy đó, ăn tráng miệng mà đòi ăn vịt Bắc Kinh. Vịt nó đâu có ít mỡ đâu, kệ cho nó ăn đi, mỡ đóng ở trong mỏ nó khỏi thở đâu con. Con thấy thương bố khai đi con. Dạ. Bây giờ mày có khai hay không? Trời ơi, con khổ quá, ác bức quá, em khổ quá. Chánh ơi, Chánh, em nhiều boyfriend lắm, làm sao nhớ được. Con ơi! Em bị tim thòng mà. Ông xã ơi, bé màu tim thòng, tôi thì thòng tim. Ông cứ gõ búa hoài, nó cứ xỉu, nó xà vô người tôi. Già rồi, sức đâu chống nổi. Con kia, mày đứng lên ngay. Dạ. Mày thì tim thòng, ông này thì thòng tim. Dạ. Mày cứ sắp sắp vào thế để ông thòng hết xuống bây giờ. Trời, đừng có lo, cỡ tuổi ổng mà còn cái để thòng là cũng mừng lắm á. Bước sang bên này. Dạ. Này. Dạ. Bây giờ thế nào? Hay là con chỉ đại được không? Áp bức quá, chỉ đại được không? Con thông minh quá. Đó. Con cứ chỉ đại đi rồi cha con. Mình thoát ra. Nè. Cái làng này đâu có máy thử máu đâu mà con sợ. Công nhận cha khôn hơn con quá. Bây giờ trong làng này cha thù thằng nào cha nói đi. Nói gì? Con khai ra là chết mẹ nó luôn chứ cây. Bố nói cho con nghe, nếu mà thù thì bố thù cả làng. Nhưng mà bây giờ như thế này, con cứ chỉ đại cái thằng năm con Cụ Tránh vô. Tại sao phải chỉ là bố? Tại vì bố ghét nó lắm. Tại sao vậy? Tại vì nó đánh cờ tướng nó cũng ăn bố nè. Dạ. Nó trọi trâu đá gà cũng ăn bố hết. Dạ. Chỉ thằng đó. Là tại vì bố dở quá rồi, yếu yếu bày đặt ra gió già, bày đặt chơi với con nít chơi không lại rồi thù giặc người ta. Thôi được rồi thằng, thằng năm hổng được. Tại sao không được? Nó bê đê. Trời trời, bê đê làm sao làm có bầu, người ta phai đau ra con tội đứt bồ luôn à. Này, bậy, phải khai là phải khai cho đúng tội, phải dạ. khai cho đúng người. Dạ. Mày ngủ với thằng nào mày nói nhanh lên đây. Ờ đúng rồi, không khai hả thì cho đi tù một không đi. À. Con ơi, con nhớ chưa? Con nhớ ra rồi. Cháu nó nhớ rồi. Nghe nói chuyện mà nóng rồi. Mũ đếp. Dạ. Sao mày không mở máy lạnh? Ôi trời ơi, sao cụ lẩm cẩm thế? Giữa sân đình làm gì mà có máy lạnh? Vậy mày không biết đứng sau quạt người ta à? Vâng, để con đi lấy cái quạt. Nóng quá. Con nhớ chưa, con khai đi, hai cụ đang chờ con đấy. Con nhớ rồi đế đi ơi. Con khai đi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Vậy thì em kể đi. Con nhớ rồi xã ơi. Khai đi. Dạ, con khai đây. Con kể đây. Kể đi em. Tôi kể các người nghe. Cháu nó kể. Đời con thì mâu thực là sung sướng. Đến tuổi cặp kế cô có nhiều trai theo nên lắm điều mộng mơ. Sao vậy? Tần khúc chiều mưa nguyện anh chinh. Cái mồm, bây giờ ta bảo mày khai. Kêu ngao. Ta bảo mày khai chứ mày lầm bầm mày đọc cái gì đấy. Từ từ nó phải có mở đầu rồi tới giữa nó mới kết thúc được đó. Mưa mỗi lúc một tô, cô mới tìm chùa trú mưa. Xong cô mới ghé vô nhà.
Nó ghé qua nhà ai? Ý không phải nhà mà là chuồng bò. Nhớ rồi, chuồng bò. Cái tự nhiên có một ông to cao, ông tiến tới gần con và ông hát gì nè. Đêm nay ai đưa em về, đường khuya mưa rơi náo nề. Con nghe hát xong rồi con xúc động bồi hồi. Gì kỳ vậy? Bà Mau ơi. Ta bảo chứ sư con này nó chuyển tông liên tục nhỉ? Bộ nó hát hay lắm hay sao mà mày xúc động? Hát dở ẹt à. Mà tại vì con nói bà nghe chuồng bò nhiều rơm lắm. Mà bà có nghe câu này không? Lửa gần rơm cháy chuồng bò rơm. Này dạ. Cái lửa gần rơm đấy mày bảo mày thấy chuồng bò rơm nhiều thì ít nhất phải mày phải nhớ được cái mặt nó chứ. Trời. Mày tả cái mặt nó xem. Trời ơi trời, đây. Lúc đó con mắt nó liêm diêm rồi làm sao mà thấy được mà nhớ. Trời ơi, hỏi ác ghê rồi trời ơi. Con ơi con không nhớ rõ để con cũng phải nhớ láng máng nó là nó cao hay nó thấp hay nó béo hay nó gầy chứ con. Đúng rồi, đế đi nói đúng rồi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Nhớ hả? Anh ấy to cao. Sao? Mặt tròn. Rồi sao nữa? Anh ấy có hàm râu bạch kim hả? Và có một cái đặc điểm nhận dạng chính xác. Đúng rồi, một rồi. Tóm cổ thằng Chánh nhớ lại. Nghe lên. Cái gì? Ông xã nói gì? Tóm cổ mày nhớ lại. Mình mất xong tự nhiên mà tóm cổ tôi là sao? Nó tả ông rồi còn ai nữa. Tướng ta to cao mặt tròn như cái nguyệt, có râu bạch kim, có cái nốt ruồi bên mép. Tiên sư mày bắt nó ngay đi. Ê khoan. Con Mau, tao có thù gì dòng họ nha mày. Mày bị đỡ hại tao. Thằng Mau ăn nóc bắt tao đổ vỏ hả? Mày chi tao có chấm bút gì tao mới gồng mình tao chịu chứ. Ông giận lắm phải không? Ông xã, kết thúc vụ án lại lên. Để nó đứng nó khai tầm bậy tầm bạ hồi hả? Tới tay vợ tôi, nó đuổi tôi ra chuồng bò ngủ thiệt không phải chơi à? Ta kết thúc vụ án này. Trời ơi. Ôi giời, cái này nó nặng thế. Ông cần con phụ không? Mày đỡ lên họ ta cay. Ông xã người ông nhỏ mà búa ông to quá. Tiền An! Quang! Đứa nào đây? Ai vậy? Quang! Gì vậy? Quang! Vậy? Khoan, các người đừng tuyên án. Đừng tuyên án. Mày là đứa nào? My name is No. You know? Yes, I am No. Dạ, thưa hai cụ, thằng No này là cái thằng nó ở đợi nhà tôi đấy ạ. Tôi chính là thủ phạm, là tác giả bào thai của Thị Màu. Anh nhận vậy là anh ở chịu ở tù thay thế cho em hả? Em Màu ơi, bao nhiêu năm qua anh hầu hạ em, anh bưng nước cho em rửa chân. Yes. Cho nên anh thường xuyên rình coi em tắm. Trời ạ. Nhưng mà em ác lắm Màu à. Hả? Tại sao em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy chứ? Em làm cái gì chứ? Tại sao em lại tắm vào ban đêm kia chứ? Em thích. Anh rình hoài mà không thấy gì cả. Trời ơi, em biết là nỗi quốc ức của anh như thế nào hay không? Cho nên anh tha thiết yêu em, giống như trong câu người phu khiêng kiểu cưới. Và hôm nay sao anh? Anh quyết định tới đây bày tỏ tình yêu của anh với tất cả mọi người bằng cách nhận anh là tác giả của cái bào thai này. Hết. Hay quá anh ơi, trời ơi, con người anh nhỏ bé mà tâm hồn anh cao thượng quá. Mà trời ơi, mấy con quỷ kia nó ác ghê, mấy lâu nay nó đồn anh bóng. Không, anh không bảo. Thì đó, em nói đâu có thằng bóng nào mà xấu dữ vậy. Trời ơi, anh ơi, em nói cho anh nghe. Cô giáo ngày xưa có dạy em rằng. Hả? Mậu. Anh, cô nói đừng thấy thằng nhỏ con mà tưởng rằng trong người nó thứ nào cũng nhỏ. Không đâu, trời xanh có cái này cái kia. Nếu tất cả đều nhỏ, trời sẽ cho nó cái khác bự để bù. Cái bự của anh là trái tim anh đó nơi. Em Màu. No. Em hãy ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ em biết. Anh ơi, vào trong tù cẩn thận nha. Anh biết rồi. Qua cha em dặn dò gì? Dạ thưa ông. Thôi thì đến nước này thì thôi con cứ vui vẻ con vào ở tù nhá. Dạ. Thế thì mãn hạn ra đó thì ông lại cho con về nhà ông con ở đợi tiếp tục. Trời ơi, dạ. Cuộc đời con hết ở đợi tới ở tù vậy ông? Anh,
em. Hả? Anh chia tay với em nè. Dạ. Anh chúc cho Màu mẹ tròn con vuông nha. Trời ác quá, tôi tròn vậy nó chút nữa tôi lăn hay chi. Trời ơi, con tôi mà vuông làm như bánh chưng bánh dày. Em Màu. Anh Nô. Hãy ráng chờ anh em nha. Yeah. Đừng lấy thằng nào nhé em. Oh yeah. Anh hứa khi ở trong tù. Sao anh? Anh sẽ ráng tìm cho được lá diêu bông. Trời ơi. Oh, yeah. Để anh về em gọi anh là chồng. Anh ơi, ráng nha anh. Ráng ở tù nha anh. Xong cố rồi. Gắng ở tù cho tốt nha anh. Anh biết rồi, xong rồi, chia tay xong rồi. Tiền An. Quang. Chuyện các người cứ làm. Trời đất ơi. Lửa là phải hủy. Ra tay đi. Sao giống đời cô lũ quá vậy? Thì đó, bây giờ chuyển sang đời cô Nô. Trời ơi. Mày đang đỡ cái búa sao mày về thả ác thế hả thằng Lô? Con cũng đỡ cụ mà. Không sao. Bắt nó đi. Đem nó đi ngay đây. Dạ. Em Màu. Dạ. Màu. Anh no. Đem nó đi. Em Màu. No. Đem nó đi đi. Đem thì nó đi ngay. Con tao mày. Tụt mấy tao bây giờ. No. Nghe anh nói nè. No. Xin phải hôn anh một lần. Con em sẽ hôn anh. Ngày mai ta ra xa nhau thật rồi. Cô tránh. Em biết khi tàn bóng đêm. Oh yeah. Bình minh rồi sẽ mang anh thật. Bè tiếp nha. Come on, come on. Tiên sư chúng mày, bây giờ còn chờ đến bình minh mới mang nó đi à? Mang ngay bây giờ. Em Màu. Con trai thích tờ thấy. Con trai yêu ai chỉ vài ngày. Hay quá, giọng hát quay mà hay quá vậy, ai vậy? Cao Vinh hiệp sĩ. Hả? Hy sinh hả? Cao Vinh. Cao Vinh hiệp sĩ là ai? Là ai? Đâu? Đây. Hy sinh. Dạ. Chào anh. Tên gì? Ca Vinh hiệp sĩ. Hiệp sĩ hay là hiệp xuyển? Dạ. Sĩ thì cũng được. Cái giọng hát hồi nãy là của bác. Dạ của em. Giọng hát hồi nãy là của bác. Của em. Ý con nói là của bác á. Thì của em. Là của bác đó. Thì của em. À của em. Thì ý nói của bác hả? À, bây giờ muốn kêu bác hay kêu em? Thôi kêu em đi cho nó hợp với số tuổi của em. Hợp số tuổi hả? Yeah. Hey, em sinh năm mấy? Năm 1983. 83? Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Nè, ID nè, nhìn đây. Cái gì? Cái này 38 mà. Trời ơi, mệt quá à. 38, 83, 38. Qua đây, tên nó còn ngựa huống hồ chi tuổi. Nhờ vậy mới được đi đúng không? Dạ, chứ gửi 38 vô chắc có ma nó cho thi. À em ơi, cái bài hát hồi nãy em thâu á là mới đây đúng không? Mới đây. Hay quá. Cách đây 50 năm. Thâu 50 năm? Dạ 50 năm rồi. Bây giờ có thể hát y như hồi đó được không? Trời ơi, y chang như hồi đó. Y chang luôn. Mà còn technique có lò hơn nữa. Là sao? Là coi như là kỹ thuật còn hơn hồi đó nữa. Hay quá vậy. Kỹ thuật sao? Nghĩa là bị chế độ rung. Nó có hộp á. Hay quá, phối hợp với kỹ thuật phải không? Mà sao hay vậy? Bị già rồi nó rung á. Hay quá. Bây giờ bác có thể hát một bài hát nào con nghe thử, nếu được con sẽ nhận bác. Nhưng mà với điều kiện chỉ lấy tiếng thôi nha. Trời ơi, không lấy hình. Mẹ ác quá, lấy tiếng không lấy hình. Không được. CD thôi, lấy cái hình của bác gắn vô CD, nếp nhăn nó chày để ông đọc. Lầm to. Được, thử xem. Mà bây giờ là thi ha. À, giới thiệu.
xin giới thiệu với khán giả thí sinh Kha Vinh Hiệp Sĩ xin hát một bài hát rất là hợp với số tuổi. Một bài hát rất là truyền cảm có của Kỳ Phương mang tên Nhớ Em. Hợp ghê á. Giai điệu hay quá. Hay cái con khỉ. Cái này không có hợp với số tuổi của tôi đâu mà hay. Cái giai điệu gì? Music lại đi. Hip hop. Hip hop. Gì vậy? Hip hop này lên trên phòng. Nhớ em. Lòng này nhớ tới em. Anh nhắn cho mày mong em đến đây. Nhớ em lòng này nhớ giang tấu đi trời ơi nhớ hoài cho tới sáng quá à. Nhớ em lòng này nhớ tới em. Bữa nay là người ta tuyển tài năng trẻ ha. Bác đi về giùm con. Ủa sao vậy? Coi như là rớt đi ha. Trời đất ơi, ý em nói là rớt rồi hả? Trời ơi. Ủa sao vui vậy? Nói cho nghe nè. Bị cái lòng đam mê nghệ thuật á. Bây giờ rớt á là biết chắc chắn bảo đảm 100% là rớt rồi. Vậy thì bị hôm nay nè. Trời, ta nói ai hát cũng hay hết trơn á. Đúng. Mình hát dở người ta mới nhớ. Đúng hay. Giống như thi hoa hậu á, thấy không? Sao? Con nào xấu người ta nhớ con đó chứ người ta đâu nhớ con đẹp đâu. Hay. Cảm ơn, được. Cảm ơn bác nhiều. Coi như là mời bác về. Bác về hả? Thôi nhờ tới em. Nhờ tới tôi. Nhờ tôi. Dạ, đam mê nghệ thuật ghê ta. Ê. Mày nói ai già? Bác chưa cái gì cái chùa quẻo rồi à. Cho tao hỏi nè. Hát một hồi là xỉu luôn đó nha. Hồi nãy ai hát ở đây vậy? Hả? Nãy ai mới vừa hát ở đây? Có gì không bác? Trời đất ơi, hát gì mà dở quá, xe ambulance nó chở ra từ người cái chị à. Bác chứ ai? Tao hát hả? Ừ. Trời ơi, đúng ra xỉu nãy chứ sao giờ mới xỉu. Từ từ người ta mới ngắm. Ngắm hả? Thôi vậy thôi, tao khỏi hát nữa. Thôi cho hỏi nè, năm tới có thi nữa không? Có chứ. Vậy hả? Ừ. Tao thi nữa nha. Ừ. Thi bài gì? Give me a girl up the midnight. Give me a girl up the midnight. Ông già mà sung ghê luôn ta. Bữa nay gặp toàn gì đâu không? Cái gì? Dạ, giám khảo ơi, cho em thi đi. Cái gì? Dạ em thi, em đi trễ máy bay. Vô đi thi. Dạ thi. Thí sinh. Dạ thí sinh. Trời má ơi, bữa nay không có ngày hay sao? Thí sinh lạ không? Dạ. Tự nhiên hai cái tivi để lên mặt. Đã vậy có thêm cái anten nữa. Trời ơi, bó tay không luôn. Giờ thi phải không? Dạ dạ. Giới thiệu tên tuổi. Dạ, em là thí sinh thứ 16. Tên là Chí Tài Tình. Có tài mà còn có tình nữa. Dạ. Thi. Dạ. Ủa mà thi gì vậy em khảo? Giỡn mặt hả? Thi ca hát. Dạ trời ơi, em bảo chúng em quên. Dạ. Nhanh đi. Dạ sau đây em xin trình bày một nhạc phẩm cho chính em sáng tác. Được, có tựa đề là Chợ Câu Dừng. Có nghĩa là anh hát nhạc qua. Dạ không phải nhạc qua. Chứ nhạc gì? Nhạc Việt. Ủa sao Chợ Câu Dừng là gì? Là chuyện câu giờ. Hay. Hát nghe thử cho thêm điểm. Dạ. Tự sáng tác phải không? Dạ để em lấy microphone. Hay quá, thí sinh này lạ. Kháo kiến là cho nó mắt nó dễ diễn tả. Hát. Dạ. Ồ, diễn xuất hay quá. Một người đi với một người. Một người đi với nụ cười hắn hiu. Wow. Hai người vui biết bao nhiêu. Wow. Một người lặng lẽ lặng yên đứng nhìn. Hey. Đứng nhìn một lát rồi đi.
người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui, một hồi mệt quá, lặng yên đứng nhìn. Đứng nhìn một lát rồi lại đi. Bài mới đi, bài mới. Người kia đi trước, người này đi sau. Gì làm hoài vậy? Hai người đi trước đi sau. Lời mới, lời mới. Một hồi mỏi căng, rồi lặng yên đứng nhìn. Vô lời mới, vô lời mới. Nhìn một lát rồi lại đi. Người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui, ôi trời, mệt quá, mệt quá. Rồi lặng yên đứng nhìn. Giỡn mặt hả? Gì vậy giỡn mặt? Đâu giỡn mặt đâu. Có một lời hát hoài. Đi nãy gì đi tới lui không có dừng hả? Ủa? Giỡn mặt hả? Hồi nãy giờ em giới thiệu bài hát là chuyện câu giờ mà. Xin lỗi nha, bài hát này là của Quốc Dũng. Chuyện ba người. Dạ anh biết. Anh tạo nhạc, anh ăn cắp nhạc của người ta, anh chế biến hả? Dạ em biết, chuyện ba người của Quốc Dũng, nhưng mà lời viết lại là của Chí Tài Tình. Hay quá. Thì vậy sao đậu? Trời ơi sao không đậu? Em nói giám khảo nghe. Ừ. Coi vậy chứ bài hát này em ăn khách lắm á nha. Sao ăn khách? Bầu show mời em đi bệnh nghỉ luôn á. Ủa sao mời nhiều vậy? Tại vì bầu show thường tổ chức mấy cái show mà ít ca sĩ đó. À. Thường thường mời em tới để hát câu giờ không ạ? À? Em phê lắm à. Em mới lấy làm thi đó chứ. Nhưng mà không được. Anh muốn làm ca sĩ chuyên nghiệp á. Dạ. Anh đừng bao giờ bị phân tâm. Ủa em đâu có phân tâm gì đâu. Tự nhiên đang hát tôi kêu thôi cái nín nè. Ủa? Bây giờ đang hát người ta kêu vô anh đi vô luôn hả? Cái đó thì em có anh có chấp nhận bị phân tâm không? Dạ. Bây giờ tôi hỏi anh nè. Dạ. Anh có hai tay. Dạ. Một tay dễ tròn, một tay dễ vuông được không? Dạ anh em làm hoài mà. À được. Bây giờ anh vừa hát vừa làm được không? Dư sức quá cầu. Dư sức quá cầu. Dạ. Bây giờ anh thử vừa hát vừa uống nước coi. À. Ông về ông kêu vợ ông vừa đẻ vừa đánh bài đi. Đấy. Đối đáp hay. Trời đất ơi. Bây giờ tôi sẽ thử anh coi anh có bị phân tâm hay không. Rồi. Anh giơ năm ngón tay lên. Rồi. Anh đứng anh chọt. Chọt. Bác Khảo đi. Anh chọt đi. Ông Khảo cầm em này. Em chọt đi. Rồi chọt. Tôi hỏi cái gì phải trả lời đúng sự thật. Dạ. Nha. Dạ. Không trả lời đúng là bị phân tâm đó nha. Dạ. Ba má khỏe không? Dạ khỏe. Vợ con sao? Bình thường. Mấy đứa? Ba đứa. Anh có khỏe không? Khỏe như dồi. Hồi nhỏ anh có bị té giếng không? Không. Không sao đứng chọt kỳ vậy? Trời đất ơi. Anh bị phân tâm. Anh bị phân tâm. Ông này là ăn thịt sóc dữ lắm nè. Tôi nói gì quá vậy? Mà anh bị phân tâm. Thấy chưa, thấy chưa? Anh thấy anh sai chưa? Hả? Ngoài đây. Wow. Thí sinh. Thí sinh hả? Mặc đồ đẹp quá là. Trời ơi, đẹp quá nhưng mà hơi ốm mà giám khảo ơi, không biết hát có nổi không à. Mập thì vô duyên rồi. Gì? Một ca sĩ không có ai ốm hết hả? Có ốm nó cũng nổi tiếng như thường vậy. Đâu cần phải mập đâu. Mập như mày muốn đi hát là phải đài ép cho con. Bây giờ sao? Dạ, chào ban giám khảo. Em muốn tên thi... gì, tên gì? Em tên gì? Dạ, em là Hoài Linh Tinh. Trời đất ơi. Trời ơi. Đây tên lạ không à. Tên trống mặt quá. Em muốn lấy ba chữ cho nó giống Hường Công. Hường Công. Dạ. Bây giờ anh tới đây anh thi gì? Dạ em... Cái ao ước em làm ca sĩ để em làm cái gì? Em ao ước em được làm ca sĩ để em bán lịch thôi. Trời đất ơi. Bây giờ em thấy ca sĩ gần đầu năm cái in lịch bán đó. Cái em cũng muốn in lịch đặng bán thôi à. Chứ hát chưa chắc hay lắm. Thôi đi ông ơi. Ca sĩ người ta đẹp thì chụp hình, còn ông mặt xấu quá. Ông không biết gì hết trơn hết trọi. Bây giờ thời buổi gì rồi, người ta chơi tới computer rồi. Ca sĩ người ta chụp cái hình vô, thấy không? Người ta chỉ cần bỏ vô computer, vô Photoshop, cà cà lấy con mao cà, mấy cái nếp nhăn bay hết trơn. Đúng, hay. Tại ông chưa đi mua lịch ca sĩ, ông đâu có biết. Sao? Nhiều khi ông mua ở đây, ông nói trời ơi, con nào đẹp quá vậy. Vừa nhìn lên nó vừa ký cho ông đưa lên mặt nó, trời giống hai mẹ con luôn á. Thí sinh này thông minh.
hiểu được vấn đề. Bây giờ thi hay cãi lộn? Dạ em muốn thi. Thi qua đây đó. Dạ. Bây giờ có tài năng gì nói. À, dạ thưa anh, mặc dù em không đẹp, em không xinh, em tôi không đẹp như người tưởng, không áo xanh áo đỏ thơm hương. Dạ không. Bây giờ thi không? Dạ em thi. Thi. Nhưng em biết lựa phong cách. Phong cách. Làm ca sĩ quan trọng là phong cách. Đúng. Và đặc biệt là mình biết hát theo thời vụ. Thời vụ là sao? Ví dụ vào đám ma không bao giờ được hát nhạc đám cưới. À đúng. Học hỏi. Bởi vậy em toàn là lựa những bài rất hợp. Ví dụ như bốn mùa thì em sẽ chia ra bốn cái bài khác nhau. À. Ví dụ mùa lạnh em sẽ hát một bài nào đó để cho khán giả ngồi trong khán phòng cảm thấy ấm áp. Đó là em đã thành công. Hay, hát thử tôi nghe. Em sẽ hát một bài, bây giờ đang mùa lạnh, em xin trình bày một nhạc phẩm để ấm áp cho quý vị. Đó. Ban nhạc Music. Thí sinh này được nè. Tốt, thí sinh này ngon á. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Hay quá. Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng bước chân. Ấm chưa? Sao thấy đứng còn run vậy? Nhớ mặt hả? Nghĩ sao mùa lạnh đưa lên Đà Lạt? À, đưa người lên Đà Lạt nó ướp xác á. Đâu đâu em, tại em thấy nhà nhạc sĩ người ta viết là từng đôi đi trên phố vắng, bôi mùa lạnh ham hối chi ra đường cho bệnh. Cái lời người ta diễn tả đôi tình nhân thôi. Người ta đang lạnh anh ông là đưa lên Đà Lạt là sao? Thôi được. Không được đâu, không mùa nữa. Vậy em không hát theo mùa nữa. Còn tài năng gì không? Em sẽ làm phong cách. Phong cách? Có những giọng ca hát rất là hay, mấy chục năm vẫn nổi tiếng như thường. À. Đó em muốn tạo cái phong cách đó. Ví dụ như cô Linda Trang Đài, cô lên sân khấu. Đúng. Ví dụ một cái sân khấu từ đây tới đây là cổ nhảy không đủ đâu. Đúng. Cổ nhảy một hồi, cổ nhảy lên thằng quánh trống luôn. Còn có nhiều người đứng một chỗ hát nhưng vẫn nổi tiếng. Ai, em muốn tập phong cách đó. Ai? Ca nhạc sĩ Duy Khánh. Trời hết. Có chuyện lựa người hát hả? Trời. Sao? Trời ơi sao tôi hát đi hát bài hát những người khuất mặt vậy? Ừ. Thì nếu mà mình bắt chước mình phải lựa những người khuất mặt chứ. Lựa những người còn có mặt ở đây người ta quánh mình sao? À. Em phải khôn chứ. Thử xem. Nhưng mà giọng hát vẫn đi vào lòng người như thôi. Bây giờ em bắt trước chú Duy Khánh. Ừ. Nhưng mà chú Duy Khánh là người gì? Người quản trị phải không? Quản trị. Em sẽ giới thiệu giống chú Duy Khánh. Hay quá. Chú Duy Khánh ra sân khấu nè. Giống. Kính thưa quý vị, một nhạc phẩm mà tôi viết cách đây hơn 40 năm. Trước khi tôi lên đường từ Lào trở về Việt Nam, và trong đêm đó tôi cùng tất cả các kiều bào từ Lào đã hát lên nhạc phẩm này. Xin kính mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của tôi. Bài hát được mang tên Xin Anh Giữ Đòn Tình Quê. Hay. Giống quá. À, nói thì giống mà hát biết sao để coi. Hay quá. Chúng vui đêm này cho trọn tình quê hương ý. Đẹp tình yêu thương mai tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân thì ai lên đường ai vẫn vương ý. Mình thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ em ơi. Em ơi. Sao nghe nó lạnh vậy? Hả? Trời ơi. Có khi nào chú Duy Khánh không về không trời? Mày. Ở đây người ta mở máy lạnh. Hả? Vậy hả? Ừ. Không, thôi. Là hết hồn. Hát bài. Thôi. Giờ vậy. Nghe lạnh quá. Giờ vậy. Bài hát của anh là anh có sự chuẩn bị. Bây giờ tôi chỉ định anh hát. Chỉ định hát sao? Tôi chỉ định ca sĩ nào anh phải hát giống ca sĩ đó. Vậy mới hay. Còn này anh đã chuẩn bị sẵn mà. Hên xui nha. Bây giờ có một nam ca sĩ rất là nổi tiếng. Dạ. Hát rất hay. Dạ. Mà cái mặt lúc nào cũng lạnh. Ai ta? À nhớ rồi, Trường Vũ. Phải. Ừ. Trường Vũ là mặt khờ. Mày bảo đảm thế nào cũng bị quánh nè. Chứ ai, ai có biết ai mà Tuấn Ngọc đó. Mặt lúc nào cũng lạnh. Anh ơi, tôi nói anh nghe nè. Mặt lạnh đó là như Tuấn Ngọc thì em làm được. Nhưng mà giọng ca anh Tuấn Ngọc quá perfect đi.
ảnh là giọng ca ảnh ấm lắm mà giọng tôi thì giọng tép không à, làm sao tôi hát giống ảnh được á. Vậy mới có điểm thêm có... thi không? Hên xui, hên xui. Thi là phải nói hên xui. May mắn, mà có một bài hát mà em rất là mê anh Tuấn Ngọc hát đó là bài riêng một góc trời. Em sẽ hát mà mặt được. Lạnh, mặt lạnh nhưng mà hát là hên xui, em nói okay, trước okay. À. Mặt phải lạnh nha. Dạ. Đâu, mặt lạnh coi. Nhạc đi anh ơi. Ôi, lạnh quá, lạnh quá. Mặt lạnh quá. Mặt quá lạnh luôn. Vô. Tình yêu như nắng đang đưa em về bên dòng suối mơ, nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề em về lối xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ, mây vẫn mây trôi, mưa vẫn mưa rơi, hát yêu đời tôi. Yêu ngón tay chị chị. Ngoái ngoái nè. Một mai em nhé, có nghe thu về trên hà lá khô. Hey. What? Vòng tay lấp lánh, bước chân ơ thơ em về lối xưa. Mày yêu nữa. Hà còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá. Gọi tên em mãi chợ. Mệt quá. Trời đất ơi, tôi là ai anh? Trời ơi, tôi còn trẻ quá mà. Anh Tuấn Ngọc đó là cái xì tai của anh rồi. Bây giờ biểu tôi nhíu hai cái hàng lông mày rồi nó dính vô luôn. Rồi làm sao tôi đi làm ca sĩ? Người ta nổi tiếng nó khác, tôi chưa nổi tiếng nó khác. Anh đừng có hại tôi. Ok. Cái thằng cái đầu trồng dừa này nó hại em nè. Nhìn cái mặt. Thí sinh này tới từ Hawaii hả? Giờ vậy hả? Anh bị trừ điểm à, sao vậy? Đang ca giữa chừng ngân. Ờ à, đúng rồi. Bây giờ cho thêm một cơ hội nữa. Cơ hội nữa hả? Có một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng. Dạ. Yeah. Nhưng mà ca cái giọng của anh ta giống như là nghiến cái răng lại vậy á. Sao đó lúc mà phát ra đó giống như là nghiến răng á. Ai ta? Tuấn Vũ. Hả? Tuấn Vũ cái tướng là em là giống rồi đó. À. Em chỉ cần khòm xuống cái là em giống rồi đó. Thử. Nhưng mà hát là hên xui. Trời đất ơi. Hát hên xui rồi. Em hát bài hát rất nổi tiếng của anh Tuấn Vũ, bài hát đừng mang tên là Người Yêu Cô Đơn. Ồ, được. Tốt. Đúng rồi, Tuấn Vũ. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi nhưng mỏi thấy mẹ luôn. Ôi. À đứng chơi mày hát mấy cái thằng lạnh mà để tao nghiến răng vô vậy là sao? Hay quá ha. Cái người hát không sao, ông kia nướng miếng mới chịu nổi. Trời ơi, nghe ông hát xong mà nghiến chứ. Nói ban vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Không phải, em nói anh nghe nè, là tại vì bây giờ mà mùa lạnh mà ví dụ biểu em qua mấy tiểu bang lạnh em hát mà em đứng em nghiến răng cỡ này một bài thôi em về em bỏ nghề luôn. Sao hát được? Vậy thôi, giọng nam không? Có được giọng nữ nào? Giọng nữ có giọng em ái mộ lắm. Ai, ai, ai? Nhưng mà em biết bữa nay ngồi dưới ban giám khảo luôn. Ủa vậy hả? Hey. Mà em nói anh nghe nè,
Tại vì em muốn lựa cái phong cách để làm chi? Chị, biết không? Chị. Nhiều cái phong cách của các ca sĩ ngày xưa đó, 50 năm, 30 năm, 20 năm, nhưng người ta đều có cái riêng của người ta hết. Đúng. Tới giờ này em vẫn còn giữ được những giọng hát mấy chục năm là anh biết đã đi vô tới trong máu em luôn rồi. Thành thử ra bây giờ em rất là mê. Ý anh nói ai? Nói nhỏ đừng cho ban giám khảo em nghe á. Còn Thái Thành đó. Trời ơi. Được không? Khó lắm đó nha. Hên xui. Nhưng mà mình ái mộ thì mình làm thôi. Thử xem. Anh nghe bài Dòng Sông Xanh chưa? Được. Hay, được. Vô. Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mong manh, một dòng sâu quyến luyến, một dòng sâu mấy kia, một dòng nước quay về biển đời lúc mơ hiền. Nhanh quá vậy. Coi con hát không nổi coi. Hay. Thôi nhưng mà tôi nói anh nghe nè. Cuối cùng là sao? Cuối cùng. Dạ. Hai anh không có gì riêng cho mình hết. Gì vậy? Bắt trước không à? Đi về, mệt quá. Kỳ giám khảo. Bây giờ sao? Cho tụi em có cái riêng đi. Cho có cơ. Bây giờ tôi sẽ thử trí thông minh của hai anh. Dạ, được. Cái đó được. Dạ. Bây giờ tôi sẽ đố hai anh một câu. Dạ. Nếu mà trả lời được tôi cho hai anh đậu. Dạ. Nghe cho kỹ nha. Dạ. Có một thợ săn. Dạ. Đang cầm cái súng đi ngoài đường. Dạ. Có ba con chim đang đậu trên cây. Dạ. Anh giơ súng lên bắn một cái đúng. Một con chim rớt xuống đất chết. Dạ. Một con bay đi. Một con đậu lại. Đố hai anh, tại sao mấy con chim đó nó làm như vậy? Con chim bay đi là con chim sợ chết. Bảy. Còn con chim ở lại là con chim anh hùng. Bảy luôn. Ủa gì chứ sao? Một con rớt xuống đất chết. À. Một con bay đi báo cảnh sát. Còn một con ở lại làm nhân chứng. Ông này ông hay, ông nghiên cứu tới súc vật luôn ghê thiệt. Ba con chim này chắc xong của giám khảo nuôi. Bye bye, tôi đi ạ. Đi đâu? Hai anh thua. Chưa thua mà. Không có thua gì đâu. Chứ muốn vậy. À, đây. Giám khảo đã đố thì phải cho tụi em cơ hội đố lại chứ. À, đố đi, đố đi. Vậy em đố giám khảo. Có gì đố nhanh nhanh đi. Có hai thằng. Một thằng mù, thằng câm. Đi vô một cái siêu thị. Đúng. Thằng câm nó muốn mua cái nón. Rồi lấy cái nón nó đội lên đầu. Rồi lấy tay chỉ. Ông chủ hiểu bán cho nó cái nón. Đúng. Vậy em đố hai anh. Thằng mù nó muốn mua cục xà bông. Nó làm sao? Nó chỉ cục xà bông. Tật. Nó lụm cục xà bông nó chà lên đầu nó. Đúng. Tật lắc. Chứ nó làm cái gì? Thì nó nói. Nó nói gì? Nó nói gì? Bán tôi cục xà bông. Sao nó nói được? Nó mù à? Nó mù chứ nó đâu cầm đâu. Đúng rồi, nó nói đúng rồi giám khảo ơi. Bây giờ tới phiên tôi đố lại. Sao? Tôi đố ban giám khảo với rồi đố anh luôn. Trong các loại sữa, sữa nào tốt nhất? Sữa ông Thọ. Ông Thọ, ông già mà ông là đàn ông làm gì có sữa. Sữa cô gái Hà Lan. Cô gái Hà Lan chắc chắn gì mà dắt ra sữa để bán hết cho cả thế giới không? Sữa con két. Két không có sữa. Chứ sữa gì? Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tại sao? Tại sao? Tại sao tốt? Sữa mẹ để không bao giờ bị thiêu. Điều đặc biệt là bình sữa mẹ rất là đẹp. Thấy chưa? Mà bình sữa mẹ không ai được rửa ngoại trừ bố thôi. Anh có nghiên cứu có cái bình sữa nào mà lâu lâu nghe mùi thuốc lá không? Trời ơi. Hey. Chính xác là sữa mẹ rất là tốt. Hay. Hay, thí sinh quá hay. Chúc mừng. Nói chung là mình quê. Chúc mừng. Cảm ơn. Thôi tôi đi à, trễ giờ tôi đi. Ủa, giám khảo đi đâu? Giám khảo vậy? Ủa, anh là giám khảo mà. Tôi phải giám khảo đâu. Ủa, chứ anh là ai? Đấm bóp giấc hơi. Rồi. Vậy anh tới đây làm gì? Đấm bóp cho ban giám khảo. Rồi. Mấy ngày nay ta chấm thi, ta mệt quá, tới massage mà. Rồi, đúng rồi, đấm bóp giấc hơi mà bằng office nữa. Đấm bóp cho những người nổi tiếng. Sẵn mình tới anh xin chữ ký luôn. Vợ tôi mới sanh hai thằng con trai nha, sanh đôi nha. Hả? Tôi xin chữ ký về tặng vợ. Trời ơi, sanh đôi là hên lắm đó nha. Chúc mừng anh. Phải còn anh không? Không, vô duyên, bởi vậy vô duyên là đúng rồi. Nói tầm bậy tầm bạ, chúc mừng anh. Con anh nó giống anh không?
không, cái điều đó là chắc chắn rồi. Nhiều khi nó giống vợ anh thì sao? Không, không giống. Dạ, chúc mừng anh, chúc mừng nó giống anh, nhưng anh thử máu chưa? Em xin lỗi, cái câu này em quá đẹp, dù kiên hơn tôi nữa đó. Thôi tôi về à. À, cái gì trời, chỉ em biết sanh đôi đi. Sao có vợ mà đẻ sinh đôi đi? Thì lúc vợ mình mang bầu á, dẫn nàng đi coi phim là sanh như ý. Là sao? Hả? Để thí dụ như là muốn sanh một hả? Coi phim Kẻ Cô Đơn. Sanh hai. Coi phim hai anh em sanh đôi. Sanh ba. Ba chàng Ngựa Lâm Phá Thủ. Sanh bốn. Tứ Quái Sài Gòn. Sanh sáu. Sáu Người Đi Khắp Thế Gian. Sanh 13. Tập Tam Thế Bảo. Sanh 14. Tứ Thập Tứ Nữ Anh Hào. Ôi chết mẹ, tôi phải gì à? Ủa sao vậy? Hôm qua vợ tôi nó có bầu mà tôi dẫn nó đi coi phim gì? 101 Con Chó Đớn. Thôi vậy vậy vậy, lẹ đi, vậy lẹ đi. Cái gì nói tóm lại là tôi vẫn còn may mắn nhất. Ủa sao vậy? Hôm qua tôi mới dẫn vợ tôi đi coi phim. Phim gì? Phim gì? Vị Thái Giám Cuối Cùng. Thế vậy vợ anh siêu âm chưa? Siêu nổi. Con trai hay con gái? Con trai. Bỗng chắc luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy bác? Nói với chung là vợ bà bác mà có bầu nữa, con còn chúc mừng bác á. Thôi, vậy bây giờ là anh không phải giám khảo phải không? Mình đi xuống chuẩn bị đăng ký thi. Chuẩn bị đăng ký thi, chuẩn bị chương trình khác. Người ta thi tới nơi rồi. Chào bà con cô bác đi rồi đi. Chào bạn giám khảo, chào bà con cô bác. Cảm ơn. Tới nơi rồi đó sếp ơi. À mà sếp. Ủa? Ông đi đâu rồi ta? Sếp ơi, lúc nào cũng chậm chạp lề mề, vậy mà cứ kêu đi làm từ thiện hoài. Mà tưởng làm cái gì? Cứ đem ba cái đồ cũ không mặc nữa đi cho từ thiện, rồi chụp hình bó lên Facebook phô trương. Làm từ thiện mà không có tâm gì làm cái gì? Cái thứ gì đâu á. Cái gì mày? Ê dạ. Mày nào? Dạ. Mày mới chửi ai vậy? Dạ xin lỗi sếp. Dạ em coi trên mạng chứ em đâu có dám chửi sếp. Coi chừng đó nha. Dạ. Tới nơi hẹn là phải không? Dạ đúng rồi sếp. Tại chỗ này nè. Hẹn hò gì cái chỗ mà sông nước cây cối tùm như vậy hả? Dạ. Đứng sếp đây hả? Cái gì? Sếp không nhớ chỗ này hả sếp? Sao? Lúc trước công ty của mình từng hút cát ở đây mới gây ra hiện tượng sạt lở đó sếp. Hút cát gây ra sạt lở? Dạ. Có đúng như vậy không? Dạ đúng. Công ty của mình từng hút cát mới gây ra hiện tượng sạt lở. Sao mày không la cho cả xóm mình nghe luôn đi hả? Dạ. Kính thưa bà con, lúc trước công ty của tôi từng hút cát ở đây mới gây ra hiện tượng sạt lở. Mày im đi mày. Ây da, ây da. Mày chết chứ. Dạ. Sao mày la lớn vậy? Em nghe lời sếp mà. Bây giờ tao bốc cát đưa mày ăn cũng ăn hả? Dạ ăn cho sếp. Cát là chuyện nhỏ. Bây giờ á là đá, xi măng, sắt, thép người ta còn ăn được mà. Nó chi cát. Mà cũng nhờ móc cát lậu á, gia đình của sếp mới có được ngày hôm nay đó. Mày đi mày im cái miệng mày. Mày đúng là cái thứ mà đầu óc cu si mà tứ chi phát triển. Bực mình. Bây giờ đứng đây hẹn rồi rủi đất nó sạt lở. Chết không? Không có, sếp yên tâm. Trước khi nó sạt lở á là nó phải lở đất trước, xong nó mới sạt lở sau. Trời ơi. Nó sạt lở rồi, đang sạt lở. Sạt lở mày ơi. Sếp bị sao chứ? Không sao. Dạ. Tôi ôm được cái cọc rồi. Cái chân của người ta. Cọc ông nội ông chứ cọc. Do người ta. Ủa? Không phải sạt lở hả? Dạ không, biến sát đánh đó. Ơi, hết hồn. Hết hồn. Ai đây? Ai đây? À, dạ. Đây là ông tổ trưởng. À. Còn đây là sếp của tôi. Ô, sếp. Ô, hey. Cái gì vậy ông? Tôi chào, đàn em tôi nó kêu chào vậy đó. À, chào cũng lạ quá ha. Ê, ra ngoài kiếm cái ghế hai cái vô cho tao ổng ngồi nói chuyện coi. Dạ. Đi lẹ lên. Sếp chờ một chút. Chào ông tổ trưởng. Bonjour madame. Madame là đàn bà, tôi là đàn ông phải kêu bằng monsieur. Monsieur hả? Monsieur đó. Tôi hồi xưa tôi học tiếng Pháp á, chia vẹt bờ động từ đực cái tôi quơ vô một đũa tôi chơi luôn à. Đừng có thắc mắc ông nội ơi, hiểu không? Tôi thấy ông hơi là lạ rồi đó. Lạ hả? Hèn gì ông xuất hiện sau cái tiếng sét đánh.
Tại sao vậy? Ông hỏi tôi phải trả lời thôi. Sao? Cái vùng này á, hồi xưa tới bây giờ, cái mùa này không bao giờ có cái vụ mà sét đánh. Ừ. Tôi nghĩ chắc có thằng mất dạy nào làm chuyện độc ác nè. Nó trốn ở đâu đây là ông trời, ông canh me, ông quất nó mà chưa chết á. Ông là người mới tới đây phải không? Đúng rồi, tôi mới tới. Ông chửi tôi đó hả? Không có, trời ơi, làm sao tôi chửi ông được. Ông là làm từ thiện làm sao chửi được. Ở đây đem ghế vô đây coi. Trời ơi, cái gì mà lâu quá trời quá đất vậy. Đem ghế. Cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Tôi hỏi ông làm gì đó. Tôi làm trưởng ấp. Tôi làm tiểu trưởng. Cái gì vậy? Này sếp. Sếp làm tôi hết hồn. Ngồi xuống đây sếp. Xin đạo. Ngồi xuống đi. Này. Vậy mày chắc cha tao à? Ông lớn chơi kì ông nội. Tao chơi kỹ vậy. Giờ ở đây coi có bao nhiêu thằng lớn. Ở đây có hai thằng lớn, còn thằng này nhỏ. Trời đất ơi. Ê mày đừng có hổn như mày. Hai thằng nào lớn? Ăn nói không có biết chừng biết mực gì hết. Đi qua bên kia đi. Để nói chuyện. Đi qua bên kia. Đi. Đi. Nhìn mặt ông là tôi quế quế rồi đó nha. Quế quế gì mày? Mày làm gì mày quế quế? Mày quế tao gì? Hả? Được mày, rồi. Tao cái ghế không? Hả? Tao cho mày không còn chảy đầu được nha mày. Thôi được rồi. Ừ. Để xuống đây. Thấy ghét rồi. Đây nè. Nhìn gì? Nhìn gì? Thôi gì đâu. Đi đâu kia mày? Đi vô đi. Đúng rồi, phải vậy mới được. Gì vậy? Tôi nói cho ông biết á. Tôi nể mặt sếp tôi thôi nha. Thôi đất ơi. Ngồi ơi. Trời ơi. Nó vuốt đầu thôi mà ông làm cái gì không biết. Nó vuốt đầu hả? Nó bự con cho nó hiền lắm. Hiền nội tôi chứ hiền. Làm từ thiện mà muốn ăn tươi nuốt sống tôi à. Tôi đâu có hung dữ đâu. Nãy giờ ông thấy tôi có hung dữ không? Hả? Ngồi đi. Ngồi nữa không? Ừ. Merci madame. Nữa. Mong sự. Thôi có mong cái sự gì tôi madame cho nó sạch sẽ. Hiểu không? Rồi bây giờ vô vấn đề. Bữa nay tôi nói cho quý anh biết, tôi chọn một cái khu vực vắng vẻ như vậy nè. Tôi mời hai người tới. Để hai người có thể thực hiện cái dục vọng của mình. Cái gì vậy? Ông ăn nói cái gì vậy? Tôi là người đàng hoàng tử tế nha. I'm sorry, tôi xin lỗi. Nguyện vọng từ thiện của mình tôi nói cho ông nghe khổ lắm. Làm tổ trưởng phải ăn nói lưu loát, ngôn từ cũng giống như ngôn tình, hiểu không? Mà tôi thì tôi nói không có được như vậy. Không? Cho nên là từ ngữ không có được suôn sẻ. Thôi bây giờ vậy nè ha. Tôi sẽ giới thiệu cho ông một số phần tử mà cơ nhở ở đây. Đâu có nói phần tử. Chứ nói gì? Nó là thành phần. Hiểu chưa? Thành phần là ông nói sai đó. Sao? Mình phải nói là hoàn cảnh cơ nhở. Thành phần gì? Thành phần gì? Ông học lớp mấy là thành phần gì? Hả? Ông nói mà không biết mắc cỡ với cái mục lùi của ông. Mệt quá à. Liên quan cái mục lùi của tôi. Trời đất ơi, nó nhảy lên nhảy xuống hoài. Mệt quá trời ơi. Nói chuyện với ông thì tôi rối thiệt đó nha. Rối gì mà rối? Ông, tôi là... ông là tổ trưởng ai bầu cho ông? Hả? Hả? Không có quân nào bầu hết á. Mấy đứa kêu là băng nhóm nó bầu. Cái gì? Nữa. Băng nhóm hả? Không lỡ bà con cô bác bầu. Hiểu không? Nói gì? Khổ lắm chứ đâu có sung sướng gì đâu. Nè. Sao? Trước khi làm tổ trưởng ông làm nghề gì? Ông hỏi nhân thân tôi phải không? Ừ. Tôi cũng tình thiệt tôi nói ông. Trước khi mà tôi làm được tổ trưởng uy tín tôi tràn trề. Tôi làm ở bên trung tâm truyền máu huyết học đó. Ồ, vậy là làm bác sĩ. Làm bệnh viện nào vậy ông? Bệnh viện con khỉ khô. Nói cho nó văn minh vậy thôi. Chứ tôi làm ở thục thập huyết heo, lò heo chính hưng ông nào. Trời đất ơi. Ông thọc huyết heo mà nói trung tâm truyền máu đi học. Trời đất ơi. Thấy cha này cha ngu nữa không? Ngu gì? Trung tâm truyền máu huyết học mà tôi nói theo ngôn tình, văn tình, hiểu không? Chúng ta thấy mình là con người biết có văn chương. Chứ thật sự thọc huyết heo máu nó xịt ra rồi bưng cái thao đó đem đưa cho mấy bà bán cháo huyết, có phải là truyền máu không? Mệt ghê, nói chuyện mắc cỡ với cái mục lùi ổng. Thôi đụng chạm đây nha. Xin lỗi. Tôi nói ông nghe, thọc huyết heo là cái nghề sát sinh mà. Tôi thọc một thời gian tôi cảm thấy khó khăn quá. Tôi thấy có tội với lại ông bà tổ tiên. Tôi không thọc nữa. Mà tôi nghe lời động viên của anh em. Tôi lên đường đi cầm súng. Ông đi lính hả? Không có đi lính. Chứ làm gì? Tôi đi cướp. Cướp có vũ khí hả? Thì cướp là phải có vũ khí. Đứng lại. Đưa tay lên. Mi đã lọt vô ổ phục kích này rồi. Có bao nhiêu tiền vàng? Đưa ra đây. Không đưa. Hùng 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 hùng. Chết không? Tôi có chết. Bởi vậy súng giả mà làm sao chết được.
đi cướp bằng súng giả mà ở tù 2 năm đó cha nội ơi. Cái gì kỳ vậy? Cướp bằng súng giả mà ở tù 2 năm? Ông cướp cái gì? Hột xoan hả? Never. Vàng? Never. Thế cướp cái gì? Cướp gỗ bánh mì. Dù đi, có ổ bánh mì mà bị ở tù 2 năm. Ổ bánh mì, luật pháp nghiêm minh. Mình dùng súng, mình uy hiếp, quất ổ bánh mì. Thì giờ phải vô tổng gửi lại 2 năm. Đó ổ bánh mì còn nhỏ nha, 2 năm nha. Ông cướp cái lớn coi chừng, múc chỉ cà tha, gửi lịch mãn đời luôn đó. Là sao? Thôi, thôi đừng có hỏi cái vụ nữa, kiếm luật sư hỏi thì mệt quá. Thiệt á. Trời đất ơi. Mà tôi nói ông nghe. Sao? Bữa nay tôi tới đây là làm từ thiện. Ha? Trời. Tôi không có rảnh mà nghe ông kể ba cái chuyện quá khứ trinh tham xuống ông của ông. Thấy chưa? Tôi cũng đâu có rảnh. Tôi cũng đâu có rảnh. Ông không rảnh sao ông hỏi tôi? Cái gì? Ông hỏi tôi mới trả lời. Với mắt cha gì tôi hỏi tôi trả lời. Ông trả lời tôi làm chi tôi mới hỏi tiếp. Ông nói là ông có mắc cỡ với một rùi ông không? Tôi không có giỡn với ông nha. Giỡn gì? Bây giờ nè. Ông ngoài xe đó, tôi rất nhiều đồ làm từ thiện. Biết. Ông kêu ai nghèo khổ thì tôi làm cho lẹ lẹ tôi đi về nữa, tôi bận lắm. Ở đây biết bao nhiêu phần tử nghèo khổ, ông dòm đi. Cái khu vực sông này nè, trời đất quỷ thần ơi, hồi xưa bình an vô sự. Từ ngày cái quân mất dạy hút cát trên sông, nó hút cát lậu, ông lậu nó hút, hồi xưa nó lấy cái sáng cạp nó mút, bây giờ nó lấy cái ống ba lớn rồi nó hút. Ù ù ù ù ù. Bây giờ Hà Bá Thủy Thề còn dọn đi chỗ khác ở rồi đó. Tôi yêu cầu ông đừng có nhắc tới ba cái chuyện này được không? Mấy mất dạy hút cát lậu mà không chữ hả? Tôi nghĩ bây giờ nó biết dạy rồi đó nha. Thằng nào đâu biết dạy. Ông lo cái nhiệm vụ ông đi nha. Rồi. Kiếm ai nghèo khổ tới đây cho tôi. Rồi tôi sẽ đưa cho ông một phần tử mà ông dòm, ông rớt nước mắt liền. Một rùi sẽ chạy đi chỗ khác, không còn ở trên mặt ông nữa. Trời ơi, bà Thủy ơi, bà Thủy. Tôi lại bà Thủy ơi, bà hẹn 7 giờ, mà sao giờ này bà trâu ở chỗ nào bà Thủy ơi. Tôi lại bà. Ê, gì? Ông giỡn mặt hả? Giỡn gì? Kêu Hà Bá làm gì? Hà Bá nào? Ông mới kêu bà Thủy. Tôi đã nói Hà Bá đi định cư chỗ khác, chỗ này ông nội cũng Hà Bá ở cũng được nữa. Bây giờ còn có bà Thủy. Bà Thủy là bà Tạ Thu Thủy. Hiểu không? Nhà bà ở đây, đất bà ở đây, có quân hút cát mất dài hút cát. Thôi được rồi. Nói hoài. Rồi nghe rồi. Bây giờ sạt lở, bây giờ bà ở trên cái ghe nè. Bà Thủy ơi, bà tới chưa bà Thủy? Trời ơi. Tôi tới rồi nè. Đó, Thủy tới rồi kìa. Đó. Thấy chưa? Bà Thủy. Bà Thủy đó cũng hút rác mất dạy đó mà. Chào. Dạ chào bà. Ê, dạ. Sao nhìn mặt cái cậu này quen dữ không? Quen không? Quen. Tôi quen hồi nãy giờ tôi nhìn mà tôi không thèm nói. Ông nội này ông quảng cáo cái thuốc gì trên truyền hình mà của Nhật Bản trị bệnh ung thư đó. Sugoi Fukada. Đúng rồi, cái thuốc đó đó mà có một bộ đồ vest đen mặc hoài, có cái gì cũng mặc bộ đồ vest này không. Vậy đi cha. Hả? Tôi có thay áo sơ mi ở trong mà. Bà Thủy. Bà thấy tôi cũng đúng. Tại vì tôi hay lên báo chí là truyền hình lắm. Tôi hay làm từ thiện đó mà. Phải. Mời bà ngồi. Xích đạo, xích đại. Ừ. Mama xích đạo. Bà ơi. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 86. 86 tuổi. Bà đi tới đây với ai vậy? Đi một mình anh hả? Ủa chồng con đâu? Chết hết rồi. Ủa tại sao vậy? Hả? Tại sao chết? Hồi xưa nhà ở đây nè, có mấy công đất với cái nhà ở đây. Dạ. Rồi bị sạt lở chết hết rồi. Thì cái quân mất dạy hút cát lậu đó. Ở đây. Cái bữa đó đó là tôi đi họp đặng gửi tiền cứu trợ lũ lụt. Lâu 9 giờ đêm mà tôi về tới nơi tôi thấy không còn nhà cửa gì hết, đất đai nó cũng không còn. Tôi quảng hồn quảng vía, tôi kêu ông ơi. Xong tôi nghe tiếng chồng tôi dưới sông, tôi soi cái đèn pin xuống thấy ông ôm cái tủ lạnh nằm dưới. Ủa sao ôm tủ lạnh vậy bà? Thì nó sạc mà, nó sạc lỡ rồi ôm được cái gì ôm miệng sống thôi. Thì cũng không ai cứu hả? Ai đâu cứu, nó sụp nguyên một xóm, ai cứu ai. Rồi một năm sau ông buồn, ông thất chí, ông chết rồi. Ông nghiệp lắm. Chắc có lẽ là ông thất chí, ông buồn cho nên ông mới tự tử phải không bà? Ông bị cúm gà. Cái gì trớt quớt vậy? Ông thất chí, ông buồn bị mất của mà. Buồn quá, rồi cái bắt đầu sinh tật đi nhậu. Nhậu xong bữa đó nhậu sao nó làm cái mồi nhậu đó trúng con gà bị cúm gà chết queo.
Bữa đó có rủ con cha này đi nè. Đúng rồi. Mà bị bữa đó ổng mắc dẫn đàn em đi quýnh lộn. Trời đất ơi. Cho nên không đi chứ không thôi giờ không phải ôm tủ lạnh như chồng tôi mà ôm cái tủ thờ luôn rồi. Đúng rồi. Nói chung đầu dây mối nhợ cũng tại cái quân bờ hút cát đó. Bà Thủy, tôi thấy hoàn cảnh của bà rất là nghèo khó. Dạ. Bây giờ tôi tính như vậy, tôi sẽ thay mặt công ty tôi tặng cho bà một miếng đất ngang 1 mét, dài 2 mét. Dạ. Đất kỳ lạ à? Đất đâu mà kỳ của ngang mét dài 2 mét, ở khu nào? À, cái đó là ở trong khu Nghĩa Trang, công ty tôi mới thành lập đó mà. Trời đất ơi, bà bị cái quân bất dạy khốn kiếp hút cát lậu nó làm tan nhà nát cửa bà, bây giờ ông trù cho bà chết luôn hả? Không phải, nó có lý do mà. Hồi xưa đó tôi kinh doanh ở dưới nước á, thấy ác quá cho nên tôi mới nhào lên bờ tôi làm kinh doanh cái đó. Đúng rồi, trên đời này có 2 cái nghề mà độc ác nhất này: nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá. Mà cái thứ hút cát mất dạy á, hút cát lậu là hà bá đâm hả? Ông nói ai đâm hả? Đâm ai hả? Hà bá đâm. Ông đâm thì có. Thì tôi đâm. Đâm gì? Hồi nãy giờ ông nói chuyện ông đâm thọt tôi đó. Đâm thọt cái gì? Ông đâm bà. Tôi bà gì hả? Ông là cái thứ đồ, cái thứ vô duyên, có một rùi thấy phát ghét. Bà im đi. Rồi sao? Rồi sao? Tôi đâm ông mới đừng nói. Tôi đâm ông á. Ông đâm à? Ông đâm không? Đâm không? Đây đây đây, đâm tôi đi, đâm tôi đi. Từ ngày chồng chết giờ không ai đâm. Hai người ngồi, tôi ngồi ở giữa đây, tôi già rồi. Hai thằng đâm qua đâm lại xong đâm mẹ tôi chết cho rồi đi. Không có, không có đâu bà ơi. Tại cái ông này ông nói năng gì đó mà hồ đồ. Hồ đồ ông nội ông chứ hồ đồ. Chứ tự nhiên bây giờ tôi cũng không cần chết, thấy không? Chưa gì hết đó, cho tôi cái quyệt làm gì? Tôi không lấy. Nghĩ sao mà cho bề ngang 1 thước, bề dài 2 thước. Thôi được rồi, đó là cái sơ ý của tôi. Xin lỗi. Bây giờ bù lại tôi sẽ cho bà một miếng đất ngang 5 mét, dài 20 mét. Tôi xây nhà cho nó cho bà ở luôn. Ôi trời ơi, cảm ơn anh. Dạ, nhiều quá, ta được cái nhà rồi. Được cái nhà, cái gì qua đây giùm tôi. Cái gì vậy? Ông sơ mà người ta lớn tuổi. Sâu cái gì để người ta làm việc, tôi là tổ trưởng. Nè, tôi nói cho bà Thủy biết, cái chuyện mà nhận ngày kia là phải qua sát của tôi tổ trưởng, hiểu chưa? Đâu, 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 cho nhà tôi. Để tôi tính. Nè, bây giờ tôi nói cho ông nghe, ông làm từ thiện phải đúng nơi đúng chỗ, thấy không? Thì vậy đúng quá rồi, chứ còn gì nữa? Đúng đâu mà đúng. Ông nói không biết mắc cỡ một rùi ông hả? Nè, ông nói một rùi nữa tôi giả tét miệng nữa nha. Sao tôi không nói một rùi nữa mà tôi nói ve chó được không? Bỏ đi mà. Bỏ. Tập trung chuyên môn. Rồi, rồi, ok. Giờ cái chuyện nhà, giải quyết cái chuyện nhà đó. Rồi, nó làm vậy. Xóm này ai cũng tan thương hết, ai cũng bị sạt lở. Có người không có nhà, bả có cái ghe mà ông cho bả cái nhà vậy là bất công. Cái nhà đó không được cho bả là cả xóm này đi dạy giặt mà tôi là lãnh trách nhiệm đâu, biết chưa? Mắc mới vô ông lãnh trách nhiệm. Trời đất ơi, cho phải công bằng. Bà có cái ghe làm gì cho được nhà. Tiêu chuẩn nó có ghe rồi. Bây giờ chờ tôi dỡ sổ ra, cũng sổ ra tôi coi có ai mà hợp lý đúng tình hình thì tôi đưa cho ông. Coi ai đưa coi. Đây nè, con bé Ba nè. Đây nè, con bé Ba là một trong những phần tử neo đơn nè. Khổ sở lắm nè. Trời ơi, con bé Ba này, vợ chồng của nó, tôi nói thiệt, tôi nói hoàn cảnh ra ông nghe là ông rớt nước mắt luôn. Sao vậy? Trời ơi, vợ chồng nó chí thú làm ăn mà nó nghèo rớt mồng tơi ông ơi. Tầm bậy, chí thú làm ăn mà nghèo rớt mồng tơi. Đúng rồi, ông nói vậy là đúng. Đây nè, có bà đó. Em mới vừa tới không có biết đâu, vợ chồng nó chí thú làm ăn lắm. Nó làm ăn gì bà? Anh biết ông nó đi mượn tiền bà con hàng xóm nè ha. Dạ. Rồi nó cầm cái nhà của nó nè ha. Rồi nó cầm từ đường gia đình nó. Đúng rồi. Nó lo mần ăn. Nó mần ăn cái gì bà? Nhưng mà thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa, cho nên nó mới thất bại. Sao thất bại? Nó thầu đề đó. Cái gì? Nó thầu đề với lại thầu đá banh. Trời đất. Trời ơi, ta nói trong vòng một ngày nha, sau 4:30 nó ra 4 con xỉu chủ. Rồi sau 2 giờ khuya nó đá vô 2 trái. 2 vợ chồng trắng tay. Cái gì mà vỗ mông tôi hình thạch vậy? Cái vụ đó ai kêu bà nói? Ủa thì cháu ruột ông mà. Ủa cái gì? Cháu kêu ổng bằng chú ruột. À thì ra là ông móc người nhà để lấy những cái đồ từ thiện của tôi hả? Móc hầu nào? Ông làm cái gì vậy? Tôi chưa lấy được miếng nào mà chửi người ta là sao? Dẹp. Bỏ qua cái chuyện đó. Rồi. Cái nhà.
bà đừng có lo. Nếu mà tôi đứng trước đây mà tôi làm cái chuyện này giao nhà cho bà, ông này ông sẽ ganh tị, hiểu chưa? Bây giờ tôi tặng bà món quà thực tế hơn, sai liền. Chờ xây nhà đã lâu lắm. Phương, hay không? Để ông hoài vô. Nóng dầu mà dạ, cuối cuộc không bên nào được ăn hết trơn rồi. Ông dài mà tại bà đó mà khai tùm lum mới không được hay chưa? Khai gì tự nhiên ông cho. Trời ơi, mày tập tạ cho cố vô mà đẩy không nổi. Nặng lắm sếp ơi. Đây đây, đây. Ủa rồi cái gì bự chảng hả trời? Cái này cái quà gì này của tôi mà. Của tôi. Thì tôi hỏi thôi mà. Cái này cái gì vậy? Cái hòm ông lấy không? Tôi chở tới nhà cho ông luôn. Thôi cái này đưa bà muốn nhận gì bà nhận, khỏi coi sổ. Rồi để qua kia. Thôi ông lấy đi. Thôi, tôi còn yêu đời lắm. Để qua vài bữa. Thôi để đây được rồi. Xây qua sếp. Xây qua bên kia. Mày cái gì mà yếu vậy? Cái gì vậy? Đây. Cái trang thờ hả? Bậy. Không phải, từ từ rồi bà biết. Mở. Đây là cái ghế massage. Tôi sẽ tặng cho bà. Bà đem xuống ghe, bà treo mệt, bà sẽ leo lên ghế này. Nó sẽ làm phục hồi sức khỏe bà. Chờ tôi chút. Thì sao? Bà đi đâu vậy bà? Đi đo cái ghe. Thôi không cần đâu bà ơi. Tôi thấy như vậy nè, cái ghế này thì bà đem xuống ghe bà để không có được đâu. Trời ơi, bà để là chỗ nào bà nằm? Khoan, ông bình tĩnh. Hãy tìm hiểu coi xuất xứ này. Cái này là cái gì? Đây là ghế massage Luraco, duy nhất sản xuất tại Hoa Kỳ và là ghế vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ôi trời đất ơi, đau chân, bị đau chân dữ lắm. Đúng, mà cái ghế này đặc biệt là cái gì? Là chỉ duy nhất phục vụ cho các quân nhân Hoa Kỳ và đã đoạt được, giành được nhiều giải thưởng danh dự. Tôi xin tặng bà. Vậy được. Nó nghe cái gì vậy? Trời đất ơi, bà lấy cái ghế này không có được đâu. Sao vậy? Tôi hỏi bà đem cái ghế này xài điện nghe không? Bà đem xuống ghe bà để bà chạy tới đâu rồi trụ điện cắm tới đó hả bà? Không lẽ cắm vô cái lỗ mũi bà mà chà xài? Ông em mời mốt nhiệt điện nó mở ra nhiều xài được chứ. Nhiệt điện thì ô nhiễm chứ xài. Thôi để tôi. Để tôi. Bây giờ vậy tôi là tổ trưởng, thấy không? Cho nên để tôi thử, nếu có gì tôi hy sinh, thấy không? Còn tổ viên của tôi phải thương tổ viên của tôi. Cầm cũng sở luôn tôi lên tôi thử coi. Ông muốn thử hả? Muốn thử. À được. Phương. Dạ. Rồi. Nhấn nó một cái coi nó ra làm sao, nó mát xa làm sao. Thử thôi nha. Ừ. Bấm chưa? Rồi. On off chưa? Rồi. Ông thấy sao? Cái gì ông lợi? Ông ố ghê. Mày bấm cái nút gì mà ông ghê dữ vậy? Bấm nút khởi động. Yên đi. Gì vậy? Ông xạo đi chạy nội. Gì vậy? Ghê thì chưa cắm điện mà lấy gì lên? Tôi thử anh thôi. Vậy? Thấy chưa? Nè bà Phương. Cái ghế này sao trông nguyên quen vậy mày? Dạ. Cái ghế này á là của cô chủ đó. Cái gì? Của cô chủ á, muốn mua cái ghế mới, nó nhiều chức năng hơn. Mà cái ghế này á, xài bền quá, nó không có hư. À nói rồi, cái ghế này, Luraco này nó bền lắm, xài lâu, nó không có bị hư. Cho tôi thử cái nữa coi. Tao. Thử hoài. Ông khỏi thử, ông thử, ông đứng cứ ố về khó chịu thế mẹ. Bây giờ tôi nói ông anh nghe. Biết cái này là nó sẽ giúp cho tôi có sức khỏe, nhưng mà đem xuống dưới ghe không có chỗ để. Bây giờ ghe tôi không có nhà, có cửa, bao nhiêu đồ tôi để hết ở dưới ghe đó. Rồi còn mấy chục cái bằng gia đình văn hóa nữa. Bằng gì? Mỗi gia đình đang có bằng. Bà làm gì mấy chục bằng? Bà nói quá bà Thủy ơi. Tôi không có nhà, tôi sống trên ghe. Rồi tôi như chèo ghe tới đâu mà tôi tấp vô cái tới đó, cái hệ nó phát bằng cái nó phát tôi một cái. Cái tôi đi tới chỗ khác tôi đậu cái nó phát cái nữa. Nó phát riết mà 20 cái, 20 mấy cái. Mà có cái bằng này tôi không hiểu nè. Bằng gì? Cái bằng gì mà tiên dương gia đình mà 5 năm không tổ chức quýnh lộn. Cái bằng gì la dữ. Thì bà ở con mình bà đâu có quýnh lộn với ai đâu. Đúng rồi. Lãnh cái bằng đó là phải rồi. Nhưng mà tôi nói vậy nè. Sao? Cái ghế này nếu mà cho bả là tôi thấy sái nữa rồi đó. Tại sao sái? Sái. Quá hợp lý như vậy là mà sái. Ông không có biết, ông không có ở trong cái tổ này, ông không có biết. Cái tổ của tôi còn nhiều người mà phải tan thương lắm. Ai? Ai tan thương hơn chờ, bà Thủy? Chờ chút xíu tôi dỡ sổ tôi coi nè. Rồi dỡ sổ nữa. Dỡ sổ tôi coi nè.
đây nè, đây là, còn đây đi biết bao nhiêu thành phần, đây nè, tí nè. Thằng Tí này tôi nói thiệt nha, 17 tuổi mà tôi chưa thấy đứa nào mà nó có hiếu như thằng này, tôi dám nói với ông, thằng này nó có hiếu nhất Thái Dương hệ luôn đó. À. Nó thương cha nó lắm, cha đã làm cực khổ chạy đêm chạy ngày, bữa đó ông bệnh lao lực chủ đuổi nó phóng vô, nó dành cái chỗ của cha nó làm để nó thế cha nó nuôi cả gia đình, thằng có hiếu dữ lắm. Mà bây giờ nó bị một cái chuyện là nó nằm bán thân bất tội, nó nằm một chỗ nó phải cần cái ghế này nè. Chà, tội quá mà hả? Sao nó bị thì nó chạy xe. À đúng rồi, thằng à. Ông nói là bị bại liệt đó. Rồi, thằng đó nó tôi biết nó mà. À vậy hả? Nó làm lụng giỏi lắm, nó tiếp theo cái nghề của cha nó mà. Bà nói đúng à. À. Nó cái nghề gì vậy bà? Chở thuốc lá lậu. Bà nội cha nó chở mà Honda ngang mà nó xây cái nòng to hơn cái nòng Đại Bác vậy đó. Nó chạy nó phóng 180-190 cây số giờ không? Một xe của nó nghe nó chở bằng xe Honda mà một xe của nó chở xuống chuyển lên một container vừa kính luôn. Trời đất ơi. Bảo dữ vậy hả? Bữa đó nó ban vô tôi nè chứ đâu. Bà đi trên lệ bà không đi, tại sao bà ban xuống, bà thấy nhỏ bà còn ban xuống hả? Tôi ban xuống hồi nào? Bà ban xuống mới tải ra tai nạn. Đừng có nói tầm bậy ngang, tôi đi mua chai nước tương tôi đang xách tôi đi giống vậy. Cái đường có 2 thước nó chở cái bề ngang 3 thước mà nó phóng như ngựa vậy đó. Nó phóng xong rồi cái hàng của nó mới móc vô cái tay của tôi mới hất cái chai nước tương ra, rồi nó cán lên chai nước tương nó mới té nó gãy xương chứ. Nhưng mà cháu kêu ông cậu ruột đó. Cái gì? Cháu nữa hả? Sao ông nhiều cháu vậy? Hả? Có toàn người nhà đó không à? Trời ơi, thì tôi giúp trong nhà trước mà ra ngoài chứ. Không mới giúp được. Trời, có đồ cho mà cũng khó khăn quá. Thôi, tạm ngưng cái vụ này đi. Dạ. Hương. Dạ. Ra ngoài coi còn cái gì đem vô hết đây. Đức. Lấy nữa thôi sếp. Ừ, lấy hết. Nhưng mà nhớ một cái gối đặc biệt có cái chữ phụ nữ đem vô đây. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Lẹ lên. Bà làm bây giờ không có ăn được thì cũng ăn ít ít thôi chứ làm từ thiện mà ăn cò quá trời hả? Trời đất ơi, bà nín chưa? Nín chưa? Con khóc đâu mà nín, nói mà nín gì? Trời đất ơi, tôi chưa thấy con mẹ nào như con mẹ này, chắc bữa nào tôi đốt ghe bà quá. Trời ơi. Ok, đây. Có này kìa. Có quà rồi sếp. Ừ. Cái đó là gì vậy? Gì vậy? Quần áo. Thôi quần áo thôi khỏi coi sổ. Đây là cái món quà rất là thực tế, bà có thể dùng liền. Mời bà vô trong thay. Thôi cảm ơn, để mai mốt tôi thay cũng được. Làm từ thiện là tôi phải cần chụp hình đưa lên báo chí, hiểu chưa? Người ta kêu thay thì cứ thay đi, người ta làm từ thiện mục đích không phải là cho quà, mục đích là người ta chụp hình, người ta đưa lên mạng, người ta đánh bóng bù lia cái tên tuổi người ta, hiểu không? Tôi lại bà giờ phải đi thay hả? Thay liền ra đây. Khổ dữ vậy. Ghê luôn rồi. Còn người khác nữa chứ bộ mình bà hả? Mệt hết sức luôn rồi. Giờ cái ghế này thấy mê quá trời quá đất luôn. Thiệt. Dồn cái ghế này tôi thiệt. Ngồi lên chút xíu mà thiệt mê nó còn hơn mê vợ nữa trời. Đừng còn nói ông lên thử nữa nha. Thử chút xíu nữa coi trong thời gian chờ đợi bác thay đồ. Mày bấm cái cho tao phê cái coi mày. Đúng hả? Bấm cái coi. Trời đất cơm nghe nó êm quá trời luôn. Bấm rồi. Rồi xong rồi đó. À, nó có lên cổ đó, xuống sườn sống, xuống sườn cùng quá, đi qua ngã ba rồi xuống hai chân. Cái gì mắc nết em nội? Dạ mắc nết không ạ? Ông nín đi. Bước xuống. Bước xuống. Nghe không? Có lâu tài không? Cái xương đen một cái ghế này, nghe chưa? Ông là cái thứ vô liêm sỉ. Rồi coi, chữ nặng quá vậy. Nặng sao không nặng? Nè ông nín nha. Nín gì? Từ từ tôi bước xuống. Nhưng mà khi tôi ngồi trên cái ghế này tôi mới có cảm giác nè. Cảm giác gì? Nội ơi, bây giờ tôi mới nhìn thấy có những cái ghế mà khi người ta ngồi lên cái ghế này rồi, dù chửi mắng miệt thị như thế nào họ cũng không bao giờ tuột xuống. Với một điều kiện. Điều kiện gì? Khi mình tuột xuống phải có con cháu mình ngồi thế. Không có con cháu gì hết trơn đó. Tôi mời ông xuống. Thì xuống từ từ làm gì hả? Lẽ ra giới từ thiện mà làm dữ hết trời. Trời đất ơi, mai tôi ra chợ tôi mua 4-5 cái vậy thôi. Đó. Ồ, hot girl, hot girl. Hot không gỡ sếp. Cái này là woman in red nè. Woman in red. Trời ơi,
Dòm xa xa tưởng Hồ Ngọc Hà chứ. Nhìn tóc thôi chứ. Bà đó hả bà Thủy? Trời đất ơi. Sao sao? Bà Thủy, vén tóc lên coi. Sao vậy? Bà mặc bộ đồ này tôi dòm tôi thấy bà trước sau như một á. Mặc cái bộ này rồi vô xong vừa bước qua mương. Sao? Ca sặc nó chết. Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Cái gì? Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Da ta trắng là tại người ta có tiền, người ta đi tắm bùn. Còn tao ngày nào tao cũng tắm sình á, nên nó trắng. Thôi thôi đừng có nói nhiều bộ đồ. Mà đi tặng cái bộ đồ gì mà bất nhân vậy? À, bộ đồ này ở đâu rồi ông nội? Đi tặng cái bộ đồ gì đâu mà gió xong nó lồng lồng luôn. Tên nó bào ngư di ca. Nó lạnh tay hết trơn rồi. Còn ngư di ca ở đâu? Thì người ta nói vậy mà không tìm hiểu chứ. Thôi được rồi. Dạ. Nè, bộ đồ này ở đâu mà mày có mày đưa nè, bà Thủy mới nói tôi mới nhớ. Bộ đồ này đâu cho quen quen vậy? Dạ, bộ đồ của cô hai. Trời ơi. Dạ. Sao mày lấy đồ con gái tao mày đưa cho? Tại cô hai lúc trước á, mặc bộ đồ này đi đua xe mô tô á, sếp. Mà bị tai nạn chết người. Nên mới cho đi từ thiện á, cho xả xuôi. Nên mới cho bả đó. Trời ơi, mày hết chuyện rồi. Trời mày lấy đồ của một con gái tao mày bị từng... Mày làm mất mặt tao quá. Thôi đi ra ngoài, đi ngoài. Lấy đồ ra đây chụp hình để đi về. Ô con, dạ, dạ. Con, con dạ, dạ. Chụp hình nữa hả? Chụp hình nữa bà. Chụp hình. Chụp hình nữa bà. Nhanh nhanh đi chứ đây lạnh quá rồi. Bình tĩnh đi. Ráng đi, ráng đi. Bà lạnh không? Mà gió nó vô. Gió hả? Tôi kéo xuống. Thì đứng che cho bà đi. Gió kéo xuống nè. Kéo ở xuống rồi ra tuột ở trên. Cầm dùm đầu hết. Rồi. Đây là công ty của ông ấy hả? À. Công ty cực lạc. Mấy cái máy chụp hình lên chụp chụp. Đấy, chờ xíu chụp hình. Chụp nha, đứng im nha. Ê khoan, khoan, để cho tao. Ờ, vậy đi. Chụp nha, đẹp rồi đó, đó. À. Bắn tim, bắn ông tim. Ông chốt, như thế đây. Rồi, ok, đẹp rồi đó. Rồi, sao? Ừ. Bao nhiêu vậy? À, cho được 200 triệu. Le lưỡi muốn chết mẹ luôn. Đây, đây, cầm đây đi. Cho hiện, nhanh đi sếp. Đây là tượng trưng thôi. Ủa, quan trọng là hiện kim. Hiện kim, hiện kim. À. Cái này mới quan trọng. Cảm gửi ơn cho bà. Đây là tôi tặng riêng cho bà. Cảm ơn. Nha. Thôi được rồi. Xong chưa? Đi lẹ đi sếp. Sao? Đi đâu? Đi, đi, đi vô. Đi qua. À, dạ. Cảm ơn nhiều. À, chào bà nha. À, gì vậy? Sao ông giật vậy? Giật cái gì? 200 triệu mà mỏng lét trong cái bao thư thì tôi nghĩ không phải là tiền mặt mà nó là cái gì? Xét. Hiểu không? Ngân phiếu. Thì đưa tôi đi lãnh. Bà lý do gì bà lãnh được? Nhà cửa bà trôi xong. Giấy tờ tùy thân của bà Hà Bá giữ hết trơn trọi rồi. Bà lấy tiền ở đâu? Ủa bà lấy điều kiện nào bà vô ngân hàng bà lãnh cái này? Chỉ có tôi nè, tôi mới còn căn cước. Còn này kia tôi vô tôi lãnh thế cho bà. Hiểu chưa? Ờ. Để coi trong đây coi đó. Ủa gì kỹ trời. Tôi có tờ gì trong đây có 10 đô. Trời đất ơi có bao thơ gì kỳ vậy trời. Hà Bá rượt hai con cô hồn này. Trời đất ơi. Nó từ thiện cái kiểu gì vậy trời. Thôi 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 thôi, của đổ hốt thôi bà lấy 5 đô đi. Tôi lấy 5 đô, tôi còn 5 đô, vậy đi. Sao có 10 đô mà ông cũng chia? Trời đất ơi, không có tôi thì bà có hốt được bộ đồ này không? Hả? Hốt cái bộ đồ này rồi 5 đô đủ tiền mua dầu cạo gió không? Có còn hơn không? Thôi bây giờ đừng có nói nhiều, ngày mai 4 giờ sáng thức dậy chèo ra bên... bên còn nữa, thấy không? Ở bên đó có hai đoàn từ thiện á, tôi sắp xếp rồi vài bữa thời phó biểu lịch sao tôi báo nữa cho, thấy không? Đi 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 đi, đừng có nói nhiều đi. À, thôi tôi đi. Ừ. Nhớ ông nhớ canh cái đầu đó giùm tôi nha. Ờ, bây giờ xuống ghe mang về xuống ghe được không? Không phải, tôi vô tôi thay đồ chứ trâu nó rượt rồi chết mẹ luôn á. Trời đất ơi, mặc cái bộ đồ thiệt tình. Trời ơi, từ từ. Bà coi chừng mấy con gà lâu nó dí bà nó đá đó. Trời ơi cái ghế này đã quá. Rồi đi về tao hốt cái ghế này đem về nhà. Ừ, kim dạ. Tiện vô. Rồi lấy ghế về xuống. Dạ lấy ghế về sếp. Ông ngồi qua về. Đi xuống. Đi xuống. Xuống. Cho từ thiện rồi mà làm gì xuống. Cho ai thì cho mà không ông cho không có cho ông. Ghế này ông từ thiện rồi mà.
Đi xuống đây đẩy về ghế còn ngon mà. Bây giờ tôi nói ghế còn tốt. Đem gì? Dạ. Hàng mà từ ba cái chuyện mà trời đất ơi. Không phải trời đất ơi. Sạc lỡ nữa rồi. Sạc lỡ nữa rồi. Có sao xem. Cái gì? Bó người ta đâu sạc lỡ. Bó người ta